trong cuộc sống, nhất là cuộc sống vợ chồng, không phải cứ thích mới làm. Đôi khi vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ của nhau mang lại Em niềm biết vui cho ông ấy phấn không? kha phấn khởi, xong ông nằm rúc vào nách mình, ông ngủ như một Em một bảo đứa rồi em mà, bé, có phải thích không? anh Còn hơn ơi nó em lồng bảo lộn là. lên. Bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo, Quảng Ninh đâu ạ? Alo, em đây ạ. Rồi, chào bạn. Câu hỏi của bạn là Vâng. gì vậy? Anh ơi, em muốn hỏi này tí. Nhà em thì năm nay em 53 tuổi, chồng em thì 56 tuổi. Vâng, thế nhưng mà em thì mấy năm nay thì em cảm thấy là gần đàn ông này em không thích rồi. Thế Em à? cứ nói thẳng thế. Vâng. Vợ chồng hay lục đục các thứ thì em bảo là tôi tốt nhất là em cho anh đi lấy vợ khác. Thế nhưng mà anh ấy vẫn không đồng ý. Thì theo anh ấy bây giờ phải làm thế nào? Thế ông ấy, bà lại định hướng là cho anh ấy lấy. Em hiến cho ông ấy lấy vợ khác bồ cũng được, không sao. Thế à? Thế là Đúng. chị thì Em 53 xem tuổi. nhiều cái chương trình của anh hay nên này em gọi đến. Dạ sao ạ? Rồi. Thế là hai ông bà là có mấy cháu rồi? Em ba. À, ba cháu rồi. Vâng. Thế và cái sự nguội lạnh của chị thì là khoảng bao lâu nay rồi? Em thì cũng tầm khoảng 1 năm thôi. Thế à? Và năm nay Vâng. 53 tuổi. Anh ấy thì Vâng. vẫn 56 tuổi, chắc là anh ấy thì vẫn có nhu cầu đúng không Vâng ạ. ạ? Rồi. Và bây giờ thì các chuyên gia chúng tôi sẽ tư vấn cho chị nhá. Đầu tiên Vâng ạ. về vấn đề không biết là cái việc giảm sút cái ham muốn của chị nó có ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe, thì bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với chị. Chị chào em. Vâng ạ, chào chị Cái ạ. câu Vâng. chuyện như thế mà kêu là một tí, có mà hai tí và trên cả hai tí bàn cũng đúng không? Nó Vâng. không chỉ là sức Vâng. khỏe mà nó còn là hạnh phúc gia đình nữa. Tí nữa Vâng. anh Đoàn sẽ nói cái hệ lụy của nó đến hạnh phúc gia đình như nào. Thế nhưng mà mình có biết tại sao mình lại nguội lạnh không? Nói chung là cuộc sống thì đôi khi nhiều cái nó cũng cộng lại nữa. Thế nên là em cảm thấy là nó lạnh nhạt, nó bình thường đi. Và hơn nữa là em bảo anh ấy là tôi tốt nhất là anh ấy đi tìm một em đi, một vợ hai cũng được, không sao cả. Đấy. Nhưng anh vẫn không đồng ý. Nói dỗi chứ gì. Không, em nói Câu thật mà. Ôi Tại vì là cái giời ơi, không, em nói bây thật giờ mà. mà lại Riêng đi em, có tìm. khi chị ơi, có Ôi. khi trên đất nước Việt Nam này có khi có mỗi em là sót lại rồi đấy. Em Thế nói á, thật. là một người Vâng, thoáng như thế á. rất là thoáng và đàng hoàng, lịch sự, không bao giờ bon chen, không bao giờ ghen tuông. Đấy không phải là bon chen, đấy không phải là ghen tuông, mà đấy là hạnh phúc gia đình của ta, ta phải giữ, không phải bon Chị chen ghen ơi, tuông, đúng không? em nghĩ như Và này này, em cũng ba cháu rồi, năm nay em 53 tuổi rồi, cuộc Ui rồi, sống thì nó có cái gì mà khó. mới có 53 nha. Ui rồi Ui rồi, năm ba thì em nói ôi. thật chứ, em nhìn thấy đàn ông thì em đã không thích. Ui rồi, vấn đề gì thế? Không phải, nhưng mà nó công việc nó nhiều cái nó bức xúc với hơn nữa rằng là em nghĩ nó chẳng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Sức khỏe là quan trọng, Đúng chồng rồi. con thì mình vẫn quý thôi, nhưng mà cái món thì em không thích. Cái món Em đấy thấy là không? nó liên quan đến sức khỏe này. Cái đấy nó bí là có chuyện đấy. Âm Không dương là phải nó cứ phải hài hòa. chị ơi, nhà Đấy. em cũng ghét lắm, em không thích. Thế à? Thế này em lắm lúc em bảo ông là ngày em chán là lâu lắm rồi, em muốn cho anh với vợ khác đi, anh mong anh cặp bồ cặp bịch chứ mà anh cứ về làm gì. Này hỏi thật Thế nhá. chứ mình có đâu. Dạ Hay là tại mệt quá mà không muốn cái chuyện đấy. Mới năm ba nói mà. chung là cũng nhiều cái mệt mỏi, nhưng có cái rằng là về cái vấn đề đấy là em cũng không thích từ trước nữa rồi, nó là bắt buộc thôi. Gọi là máu của mình là máu thuộc nhóm máu, nó cũng hơi lạnh lạnh rồi, Lạnh đúng lạnh không? đấy. Bây giờ Vâng. lại nhiều thứ quá, đúng không? Đúng đấy. Và riêng chị thôi, chứ còn nói chung là về sức khỏe tình dục nó cũng có mối liên quan tới sức khỏe chung. Và nếu như bỏ được những cái lặt vặt gì đó đi để mà cân đối được các mọi chuyện cho sức khỏe tình dục, Vâng. và để rồi tiến tới sức khỏe chung, và để mình có một cái sức khỏe và một cái chất lượng sống tốt ấy, thì là điều mà mọi người đều mong muốn. Vấn đề là bây giờ cái gì ảnh hưởng thì mình phải tìm ra nguyên nhân ấy, chứ còn không có nó mà mới ở tuổi 53 thì nghe chừng là hơi sớm. Tất nhiên mỗi người một, nhưng chị thì chị nói thế, nhưng mà về khía cạnh gọi là tâm lý, chị ở trong phòng có anh Đinh Đoàn, chị tâm sự với anh Đinh Đoàn nhé. Vâng, và bây giờ thì để tiếp tục chị sẽ nghe những tư vấn về vấn đề tâm lý của chuyên gia tâm học Đinh Đoàn Vâng nhé. ạ, vâng ạ, vâng ạ. Rồi, xin chào chị. Vâng, chào anh, vâng. Mình có hay nghe cửa sổ tình yêu không?
Em hay xem lắm, vâng, em xem hai anh mà anh nói em buồn cười lắm. À thế ạ, à, thế thì cười đi cho nó vui. Thật ra cuộc đời rất đơn giản. Tất cả từ ban nãy giờ nghe mình nói chuyện với bác sĩ Vũ Minh Phượng thì thấy không được đâu, phải thay đổi. Chứ ai lại thế, vợ chồng... Nhưng mà anh ơi, em bảo này, chồng em về nha, có lúc thì cứ giận cái chăm thớt thì đa nồi đa niêu, nhưng mà em cũng bực thêm, em lại càng bực thêm. Rồi, thì bực thì phải nói là ông cứ thế thì em, tôi em, không em, cho em, đâu. Trong tâm em nói rồi, em bảo là không thích cái món ấy nữa, em chán đàn ông lắm rồi, anh đi tìm em khác đi, nhưng anh không, rất khoát là không đi. Trong cuộc sống, nhất là cuộc sống vợ chồng, không phải cứ thích mới làm. Đôi khi vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ của nhau, mang lại niềm vui cho ông ấy phấn kha, phấn khởi, xong ông ấy nằm rúc vào nách mình, ông ngủ như một đứa em bé, có phải thích không? Còn hơn nó lồng lộn lên. Không, em không bao giờ lồng lộn, mà hơn nơi em nghĩ này này. Anh ấy bảo là em mà thôi hay là em anh bỏ nhau đi cho anh lấy vợ mới, vợ trẻ. Thì em chẳng lấy cái gì cả, em chỉ cần đi cắt nước, em không lấy một cái gì. Anh vẫn không đồng ý. Đàn ông không phải là một cái máy để bảo thôi thì ông thích ra kia, ông muốn ở chỗ nào có thể chọc thì chọc, đâm thì đâm, không phải thế. Nó phải em có tình cảm. Cái món ấy nó đối với em nó xa vời lắm. Một là đi khám sức khỏe, kiểm tra lại nội tiết tố, hormone xem có vấn đề gì nhá. Không bình thường. Nếu không bình thường thì mình là bất thường về mặt tâm lý đấy. Bởi vì thực ra thì tuổi 53 bây giờ còn rất là trẻ, nhiều phụ nữ còn ăn mặc váy jean, váy ngắn, váy dài. Buổi tối vẫn hai ông bà dắt nhá. Cái món này em cũng thích. Khổ lắm nữa. Rồi. Chắc có rồi, bây giờ mình bây giờ già rồi, làm sao tình cảm hộ nhau giúp nhau thôi, những cái món này em không thích được. Rồi. Vẫn đồng viên ông ấy đi mà làm sao ông cứ không đi, ông cứ là sao anh phải đám nào? Chả có cách nào đâu, đã vợ chồng chứ nếu người đường thì ông đã chả thèm, đúng không? Mình phải tự hào là mình phải làm sao. Mà em đã cầu xin ông rồi, em đã bảo cầu xin rồi mà. Thôi thế thì cầu xin tiếp đi nhá. Thế rồi có thể có một ngày nào đó mà cái sức chịu đựng của người ta nó có hạn ấy. Ông lôi một cái cô rất là trẻ về mà cô lại mang bệnh về, xong rồi cô ấy đòi cô chia hết cả gia tài tiền sản, xong rồi đánh đấm nhau, thì lúc ấy gọi tiếp nha. Anh ơi, không có đâu em, ông chồng em nó khác người lắm. Em đồng ý như thế em cho ông hết mà, ông cho mà. Ông vẫn có giải quyết đâu. Thì điều quan trọng là anh ta không đồng ý những cái phương án mà chị vừa nêu ra. Đâm ra là có khi là hai vợ chồng cần phải điều tiết lại cái cuộc sống của mình cho hợp lý hơn nha. Vâng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, Thái Nguyên đâu ạ? Thái Nguyên đâu rồi ạ? Alo? Vâng. Tôi đang nghe bạn nói đấy. Vâng, tôi chương trình cho tôi gặp bác sĩ ạ. À vâng. Xin lỗi, anh có thể giới thiệu qua về mình được không? À, tôi là Nguyễn Văn Đề ở tỉnh Thái Nguyên. Tôi muốn hỏi bác sĩ về vấn đề là công nghệ gen di truyền để sàng lọc trước sinh trong thai nhi như thế nào ấy ạ? Nghe giọng anh có vẻ lớn tuổi, anh vâng, tại tôi sao? Hỏi cho con trai tôi, nó giờ mới có bạn gái mà. Bây giờ có mới có bạn gái, tức là chưa lấy vợ. Vâng, như hai cháu nó là thương nhau rồi, giờ có chữa rồi, muốn sàng lọc trước sinh nhé, vì hai cháu nó bị tật nguyền bẩm sinh khiếm thị mà. À, cả hai vợ chồng, cả hai bạn đang yêu nhau thì là đều khiếm thị. Vâng. Con trai của anh thì cũng khiếm thị và con gái, cô gái kia thì cũng khiếm thị. Và hiện tại thì là cái thai đang được mấy tháng thôi ạ? Được 5 tuần ạ. À, mới được 5 tuần. Và bây giờ ông nội thì đang lo lắng là liệu có ảnh hưởng giống bố mẹ nó không, đúng không? Vâng, vâng ạ. Xin lỗi anh là hai bạn trẻ này bị khiếm thị là bẩm sinh hay là gì đấy ạ? À, bạn gái của con trai tôi thì là bẩm sinh nhé, còn con trai tôi thì 16 tuổi thì là bị kém mắt ạ. À, tức là thị lực cứ giảm dần đi đúng không ạ? Vâng ạ. Rồi, bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ trả lời những thắc mắc của anh vừa nêu nhé. Vâng ạ. Vâng ạ, chào anh. À, vâng, chào thế... bác sĩ. Bác sĩ cho tôi hỏi là thế con trai nhà tôi là có bạn gái. Vâng. Anh ơi, hai cháu là đều là người khiếm thị. Vâng. Thế như các cháu là ăn ở với nhau như vợ chồng một năm nay rồi. Rồi. Thì giờ là bạn gái của cháu là có thai 5 tuần. Nghe rồi, cái câu chuyện đấy biết rồi. Thế và thế bây giờ hai cháu nó tìm hiểu trên mạng là có cái viện khoa học công nghệ về gen di truyền ở quận Cầu Giấy. Thì bảo là họ bảo là đến 10 tuần thì là đi khám xét nghiệm thì họ sẽ biết được chính xác đến 97%. Thì bác sĩ cho tôi hỏi là cái địa chỉ đấy liệu có thật không và đáng tin cậy không ạ? Anh ơi, bây giờ ở cái viện họ gọi là công nghệ sinh học hay công nghệ gen ấy,
thì người ta đã lên địa chỉ và người ta xét nghiệm thì là tin rồi. Thế còn nếu mà để phát hiện ra cái gen này hay là nói nó cụ thể hơn ấy, bây giờ là anh rất lo lắng đúng không? Chỉ sợ là con trai mình thì là bị không phải là bị ở trong gen, tức là bị một cái sự cố nào đấy mà nó khiếm thị. Còn cái cô kia thì lại là gen, và bây giờ rất sợ rằng là cháu mình nó sẽ lại mắc cái gen là khiếm thị đúng không? Thế thì cái cách để mà phát hiện ý, thì ở cái địa chỉ mà anh tìm gặp ý, thì là đúng, đấy là một trong nhiều địa chỉ. Anh có thể đến các cái bệnh viện mà có khoa Nam học, hay là anh từ Thái Nguyên mà lên Hà Nội thì đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đấy là những cái chuyên khoa rất là sâu, đúng không ạ? Và thông thường người ta sẽ làm được cái phát hiện dị tật đấy đấy. Và các cái dị tật đấy là dị tật bẩm sinh, và dựa trên gen thì sẽ phát hiện được. Thì anh có thể đến nhiều địa chỉ nhá. Vâng, thế bác sĩ cho tôi hỏi, thế thời gian thì bao lâu thì là xét nghiệm được ạ? 10 đến 12 tuần anh ạ. Vâng, dưới chỗ viện công nghệ đấy cũng bảo là phải 10 tuần ạ. Vâng ạ. Vâng. Thế bác sĩ này cho tôi hỏi trước là bác sĩ có liệu nó có nắm được là độ như hết khoảng bao nhiêu tiền không ạ? Khi đấy thì ở mỗi nơi, mỗi dịch vụ nó có một cái tiền khác nhau, và cái sự mà xét nghiệm ý thì người ta có thể là như này ạ. Có thể như là lúc đầu người ta chỉ làm double test thì nó chỉ mất lâu rồi tôi cũng không để ý giá thì thế thôi, nhưng người ta có yếu tố nghi ngờ, người ta lại làm thêm một cái xét nghiệm khác, lại một kỹ thuật khác thì lại phải chi trả tiếp theo. Và cứ lần ra như thế để mà đi lần được bệnh, tức là khi mà có cái test này người ta phát hiện ra yếu tố gì, người ta buộc lại phải làm một cái kỹ thuật khác nữa để phát hiện ra nguyên nhân nhá. Thì cái tiền nó sẽ không. Thưa bác sĩ là viện đấy là có nói với tôi là đại để là mất 6 triệu là chọn gói, nếu có vấn đề nghi ngờ gì thì người ta làm tiếp thì cũng không mất thêm tiền nữa. Vâng. Thế thì nó có những cái cách như thế ạ. Có những cái cách là anh đến và anh làm chọn gói luôn. Thì có thể rằng là của mình bệnh tật nó nhẹ, thế nhưng tự nhiên mất 6 triệu. Thế còn anh đi đến chỗ khác thì người ta cứ lần từng bước, và đi bước nào thì trả tiền bước đấy. Đấy là cái mà gia đình mình quyết định chọn nơi nào. Vâng. Rồi, anh đã. Tôi cảm ơn bác sĩ ạ. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng rồi chưa? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Chào anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đồng Nai. Alo, Đồng Nai đâu ạ? Dạ, alo, em đây ạ. Chào bạn. Dạ. Câu dạ, hỏi là hôm bữa em có trình bày cái câu chuyện của em cho chị gì sao? Rồi, bạn trình bày lại câu chuyện của mình đi. À, dạ, thì hôm bữa em có nói là em là năm nay là 40 tuổi. Dạ, em với chồng em là sống rất là hạnh phúc, và chồng em là một người rất là thương yêu vợ con. Nhưng mà em không hiểu sao từ lúc mà em sinh bé gái xong á, là tự nhiên em không có chuyện tình cảm, thì giống như là dạng với chồng á, là dạng giống như là chỉ trả bài vậy thôi cho chồng thôi, chứ em không có cảm giác gì. Rồi. Thì lâu là cũng được mười mấy năm rồi, thì tự nhiên cái em quen với cái anh này. Thì hồi xưa là em cũng nghĩ em bị lãnh cảm, em có đi tư vấn thì cũng cho em uống nội tiết tố rồi này nọ thì cũng có vậy. Nhưng mà xong tự nhiên em có gặp một cái anh này, thì anh này lớn tuổi hơn chồng em. Nhưng mà nói chuyện qua nói chuyện lại thì cảm thấy hợp á, thì là có qua lại với anh, nhưng mà sao em lại có cảm xúc lại với anh này, anh này đó anh ạ. Thì đó, cái đó em cũng không hiểu, mà thật sự là em cũng không có muốn ấy với chồng. Kiểu như là em thấy có tội với chồng em á. Rồi. Nhưng mà bây giờ em không biết làm sao. Nhưng mà vừa rồi trước khi em gọi cái cái chị kia có nói với em, thì em có một thử, em có làm kiểu như là em làm một cái người khác thử á. Thì thật cái anh mà em đang quan hệ vậy nè anh à. Thì đúng là anh vẫn cứ liên lạc với cô đó, giống như là em là giả vờ một người khác á anh. Anh Linh Đoàn. Thì là hả, anh vẫn cứ này nọ, nhưng mà chưa gặp mặt thôi. Ý nó là tại vì em giả vờ nên chưa gặp mặt, còn em thì đã
quan hệ với ảnh là được mấy lần, nhưng mà kiểu như là không hiểu là đó, là em nói là có cảm xúc với anh này mà không có cảm xúc với chồng á anh đó. Nhưng mà em có ấy thì ảnh có chat xếp với cái cô mà em giả vờ, giống như là, nhưng mà cái đó là em giả rồi anh Linh Đoàn, hiểu không? Dạ, thì em thấy là như là hôm bữa lúc mà em chưa giả thì em cũng đang cảm thấy muốn rút lui, tại vì em không muốn có lỗi với chồng với em. Con gái em năm nay 18 tuổi, em không muốn là em muốn dừng, tại vì em sợ con gái em rồi này nọ nó rồi, biết rồi. Thì tôi hiểu cái vấn đề của bạn rồi. Thế nhưng cách trình bày của bạn khiến có thể là thính giả đang nghe đài rất là khó hiểu. Tôi tóm tát lại câu chuyện của bạn là như thế này nhé. Bạn năm nay 40 tuổi, chắc là chồng bạn thì cũng bốn mấy, ngoài 40 rồi đúng không? Các bạn thì có một em bé 18 tuổi, con gái đúng không? Dạ đúng và rồi. Và chỉ có một em bé đó thôi đúng không? Đúng. Sau khi sinh em bé này thì bạn cảm thấy là lạnh nhạt với chồng. Dạ đúng và bạn rồi. Cũng đã đi khám và cứ nghĩ rằng là mình là bị lãnh cảm. Dạ đúng. Thế đột ngột thì lại gặp một anh chàng khác, chắc là cũng phải khoảng 50 tuổi gì đó đúng không? Anh đó năm nay là 53 tuổi. Rồi, thế còn và em thì 50. Lại thấy là có tình cảm với anh này. Dạ. Cái tình cảm của bạn và anh này thì đã sâu sắc đến mức nào rồi? Thì em nói là đã lỡ có quan hệ rồi lần, nhưng mà lại có cảm xúc anh à. Rồi, đã có đó. Quan hệ và thấy có cảm xúc hơn đúng. Là khi có quan hệ với chồng, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Và đúng bạn rồi. Cũng nghi ngờ cái tình cảm của anh này có thật với lòng mình không, thì bạn đã giả vờ mình là một cô gái khác để tán tỉnh anh ta, đúng không? Dạ, đúng. Thế đúng. Và anh ta thì cũng buông lời là cũng có thể sẵn sàng là nhận lời với cái cô gái mà bạn giả vờ đó. Nhưng mà chưa gì chỉ nói chuyện mà anh dám gửi cái của anh vô. Rồi, tôi hiểu rồi. Thế tóm lại là cái anh chàng này thì cũng không phải là người đàng hoàng lắm, đúng không? Dạ, đó, vậy thì đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh, em rất là hâm mộ anh ạ. Thế ạ, cảm ơn. Dạ. Này, thế cô đi làm hay ở nhà? Này dạ, em á này do là em không đi làm được, tại vì má chồng em rất là yếu rồi, em ở nhà phải chăm sóc má chồng và em có phụ chồng buôn bán tạp hóa ở nhà. Con gái học lớp 12 hay là học đại học rồi? Dạ năm nay mới bắt đầu học lớp 12 tháng 1 vừa rồi, cháu bắt đầu lên 18 tuổi rồi, đang học lớp 12. Rồi, sắp quanh quẩn là lên bà ngoại đến nơi đó. Dạ em và bà ngoại còn đang cứ yêu đương thế. Rồi. Thật ra thế này này. Em rất giống một cái người mà một cô gái miền Tây cả đời không đi đâu bao giờ. Mình chỉ ở trong ấp nhà mình ấy, và cũng chỉ được ăn đến hủ tiếu với lại lẩu mắm là ngon nhất rồi. Thế và cứ suốt 30-40 năm nay chẳng bao giờ được ăn, thì cứ nghĩ là lẩu mắm ngon và ăn mãi nó nhàm nó chán. Một bữa mình lên Sài Gòn được một người ta mời một bát phở Bắc, phở bò Hà Nội nha. Ăn trời ơi, cho thấy nó ngon, nó có cảm xúc như thế mà nó ngon đến vậy. Và mình mới đùng tỉnh biết rằng là hóa ra trên đời này còn có món phở bò ngon hơn cả hủ tiếu, đúng không? Trong cái quan hệ vợ chồng, tình cảm cũng như tình dục thì cái yếu tố nhàm chán là quan trọng nhất. Lấy nhau mãi cứ quan hệ, mãi cứ cái háo hức bao giờ cũng chỉ được một giai đoạn thôi, rồi cũng về sau nó cũng như là nghĩa vụ, nó cũng như một thói quen. Thế thì cái việc mà mình thì là cái người hay quan tâm hay để ý, chứ còn với những người phụ nữ lấy chồng xong rồi sinh một đứa con, sau đấy cứ mải làm mải ăn buôn bán, thì đôi khi cũng chẳng để ý là mình như thế mình đã hạnh phúc chưa, đã thích chưa, đã lên đỉnh chưa, hay là có khoái cảm chưa, cũng cứ thế rồi để song song đi rồi đi ngủ sáng mai, mai mốt còn dậy đi chợ sớm vân vân, đúng không? Nhưng mình là người cũng còn trẻ, cũng chịu khó đọc rồi cũng hiểu biết, thành ra mình cũng muốn khám phá, thành ra mình mới nhận xét thế thôi. Chứ còn phải đến 50-70% chị em phụ nữ đúng là thậm chí có cả đời còn chả phát hiện ra là mình như thế đã thỏa mãn chưa, đã hạnh phúc chưa. Thôi nhưng mà không sao cả, bây giờ chỉ nói quay lại việc của em này. Dạ anh bên bàn chờ em một tí nha. Rồi. Anh chờ em được một tí. Rồi. Dạ có cái gì không ạ? Cái gì đó em? Cái gì đó? Rồi đưa cho đó là con lấy tiền ở trong đó con đưa cho. Dạ rồi anh nói tiếp đi ạ. Rồi. Thế thì bây giờ quay trở lại cái việc của vợ chồng nhà em là thế này. Nguyên nhân chính là ở cái sự nhàm chán. Chắc là ông xã cũng là người rất là chịu khó làm ăn tử tế, thương vợ thương con, nhưng cũng không phải là một tay chơi để mà đọc sách rồi để lên mạng để mà tìm hiểu kỹ thuật này kỹ thuật khác, đưa nó
khoa học công nghệ vào đời sống vợ chồng, không có cái chuyện đó đúng không? Không phải, anh bên này biết sao, anh là thuộc tiếp người là rất là tốt, không ép vợ, ví dụ sờ vô vợ, vợ không thích là thôi, tôn trọng vợ lắm. Có những người tốt quá có khi lại không được mà có, đó thì em cũng nghĩ vậy. Đôi khi ông cứ sấn sổ một chút, hơi hơi bạo lực một chút có khi lại lại thấy thích đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì rồi mình gặp một cái đối tượng khác nó ngẫu nhiên, nhưng rồi mình thấy có cảm xúc thì đầu tiên đấy là do yếu tố lạ mang lại. Người ta vẫn nói là một tí lạ thì bằng một tạ quen đúng không? Thì có thể đấy là, nhưng mà rồi nếu cứ lặp đi lặp lại rồi thì cái mà có cảm xúc này nó cũng sẽ trở nên là nhàm chán. Đặc biệt lại không có cái gắn kết gì một chút tình cảm. Em chả trông đợi gì bằng cái ông ngoài 50 mà cứ đi chát sách lung tung rồi gặp ai vừa quen cái cũng gửi ảnh hình gửi ảnh đúng không? Đúng rồi. Thế thì đây là mối quan hệ thôi, cứ cho rằng ngẫu nhiên, mình chả có duyên mà chẳng có nợ gì nhau cả đâu. Nó như là gặp nhau xô xe vào nhau ở ngang đường vậy thôi, và đứng dậy giải quyết xong, mình bỏ ngay cái hy vọng rằng là phải nối lại với ông này, rồi bây giờ mình cứ đóng giả người này người khác để mình xem ông có chung tình với mình không. Không có một cái ông nào ông đi chung tình với mình đâu. Năm mươi mấy tuổi ông có khi là cùng một lúc ông có mấy đối tượng thì chả biết được. Thế nhưng mà mình cũng không đặt kỳ vọng rằng bỏ chồng để lấy ông, cho nên là mình cũng không có nặng nề. Nhưng chỉ giải thích được rằng là đây là vừa mới ngẫu nhiên gặp nhau và nó để lại cảm xúc hay hay thú vị một chút, chẳng qua là lạ là mới, là một cái cung cách rất là khác so với này quan hệ vợ chồng nhàm chán trong mười mấy năm qua. Bây giờ quay trở lại để mình đổi mới nhà mình. Mình phải trao đổi với ông cái này. Em nói thật, em thì em cũng biết, em mới 40, anh cũng mới 50, mà em cũng đọc rất là nhiều sách báo, rất là nhiều chuyên gia bác sĩ cũng nói rằng là cái chuyện mà quan hệ vợ chồng rất là quan trọng, nó thế này thế nọ, mà em chỉ sợ rằng là thế này thế kia. Thế thì bây giờ thì nhá, anh thì cứ phải thế này này, anh làm thế kia này, thế rồi đừng thế nọ này. Ví dụ như ông ấy lại cứ rậm rà rậm rờ thì mình cũng phải nói đây là hai bạn chơi mà, nó giống như là hai người mà dìu nhau nhảy ở trên sàn đăng sinh ấy, thì cũng phải có người tiến người lui thì nó mới tạo lên một cái điệu tango đẹp được đúng không? Thế thế này trao đổi để cho ông ấy hiểu biết, ông cứ tưởng là từ trước giờ là ông hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng thật ra thì chất lượng còn hạn chế lắm đúng không? Để nâng cao tay nghề một tí. Mà anh Linh bạn biết sao, em không hiểu sao mà nhưng mà bởi vậy nên em cũng không biết lý giải cái nguyên nhân người sao mà khi chồng em đụng vô là em sợ. Sao cái người đó làm đủ thứ thì em lại không sợ là sao? Em cũng không biết nữa, nhưng nói chung là em về ngoại hình là cũng nói chung là cũng hơi bắt mắt một chút là vậy đó, mà kiểu như cái ông kia là cái anh kia là dạng lời nói ngon ngọt đồ này nọ, mà thì chồng em nhiều khi cũng ấy, nhưng mà ý nó là đụng vô người em là em cứ sợ, em không cho làm gì hết, là em cũng không hiểu cái nguyên nhân của em vì sao, nên em mới muốn nhờ anh Minh Đoàn giải thích giùm em á. Đấy, cho nên cái này em thật ra là rất là thương chồng anh, tại chồng em là một người rất là tốt. Bây giờ phải khám phá lại, người ta nói rằng gãi đúng chỗ ngứa, tức là khi mà mình ngứa ở đâu đó mà nhờ ai gãi mà cái người đó người ta rờ rờ và đúng cái chỗ mình thấy mình đã lắm đúng không? Thế nhưng mà một cái ông lại cứ mần ở cái chỗ mà mình không ngứa thì nghe nó cũng bực mình. Thế thì phải có cái sự trao đổi. Ông đã có một yếu tố rất là quan trọng, đó là hiền lành và thương vợ, và dám chấp nhận làm những cái gì để vợ cảm thấy vui, và cũng sẵn sàng kìm nén nếu như vợ không thích. Thế nhưng mà cái sự kìm nén nào thế cũng dẫn tới đói khát khổ sở lắm. Nhịn ăn thì đói bụng, mà nhịn cái đó thì cũng khổ, và cái sức chịu đựng khổ của người ta nó cũng có hạn thôi. Đến lúc nào đó thì chán chả muốn ăn nữa, mà cuộc sống vợ chồng mới có 50 với 40 mà nó cứ tắt nửa lòng sớm quá, sợ rằng nó còn ảnh hưởng đến về sau này, nhất là sau này khi mà có mỗi đứa con gái nó lấy chồng rồi, hai ông bà lại rung răng rung rẻ lại như vợ chồng trẻ vợ chồng son. Với này hai nữa nhá, dành ra một chút, dành thời gian cho ông, cho riêng mình đi. Đành rằng là má chồng đang bệnh thì mình cũng phải chăm, nhưng mà đấy, suốt ngày cứ ở quanh quanh như thế rồi cũng chẳng đi đâu, nó cũng làm cho cuộc sống nó cùn nhụt đi. Thỉnh thoảng vợ chồng bố trí một buổi chạy xuống biển rồi ra bờ sông rồi đi đâu đó mà mình thấy nó thảnh thơi, để mình hâm lại.
Đôi khi cứ ở nhà thì thấy chán, nhưng mà ra đấy thấy ông ấy mặc cái quần sọc trông, ôi trời ơi, trông cũng manly nhỉ. Xong rồi dắt tay nhau chạy chạy ở trên bãi cát hay ở trên cái gì đó, tự nhiên cái cảm xúc nó lại trỗi dậy, đúng không? Nó nhiều yếu tố lắm, từ khung cảnh cho đến những cái hoàn cảnh, cho đến cái cảm xúc ở trong người. Chứ còn tốt thì tốt rồi, nhưng mà phải nâng cao kỹ thuật trước nha, nghệ thuật một tí. Bà đang nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng là hai vợ chồng sẽ cải thiện được mối quan hệ. Và em cảm ơn chương trình. Theo anh Đinh Đoàn và cũng như là theo tôi thì bạn nên dừng lại cái mối quan hệ với cái anh chàng kia. Dạ, em biết rồi ạ. Rồi, chào bạn nhé. Em cảm ơn, chúc bạn hạnh phúc. Dạ, em xin chào ạ. Tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, Bắc Ninh đâu ạ? Vâng, xin chào bác ạ. Em ở Bắc Ninh. Vâng. Em hỏi bác là em ngày xưa em đang bị viêm khớp gối, uống thuốc viêm khớp gối mà bây giờ sinh dục giảm, em cảm tưởng như là giảm 60%. Rồi. Thì nhờ bác sở tư vấn cho xem là. Thế là anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là 58. À, 58 tuổi. Thế là phải uống thuốc khớp là bao lâu nay rồi? Em uống được khoảng độ 3-4 tháng nay, uống thuốc ở Bạch Mai, mới lại 108. Uống thuốc cái chữa khớp gối thì bây giờ nó ổn định rồi, nhưng mà. Thì là cái món kia là yếu đi đúng không? Vâng, giảm không thấy. Và ngoài khi anh khám tổng thể thì ngoài cái chuyện là viêm khớp ra thì anh còn bệnh nào được khác không ạ? Có bệnh huyết áp cao. À, có cả huyết áp, thì có phải điều trị bằng thuốc không ạ? Có mỗi ngày một viên ạ. À, thế còn tiểu đường, có thêm tiểu đường nữa không? Không ạ, chỉ có cứ cách 1 tháng này đi, 3 tháng này đi kiểm tra 1 lần thì không bị tiểu đường. Thế rồi, chỉ có huyết áp thôi đúng không? Huyết áp là lên bao nhiêu rồi? Nếu không uống thuốc thì lên 170, còn bây giờ uống thuốc thì chỉ 130 thôi. Rồi, tóm lại là phải uống 2 loại thuốc điều trị bệnh, đó là huyết áp và khớp, đúng không? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ xem hai cái loại thuốc Tây trị hai cái căn bệnh của anh nó có ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý hay không nhá. Vâng, chào anh ạ. Vâng, bây giờ là mình đang ở cái độ tuổi 58 rồi nhỉ? Vâng. Tức là bắt đầu xuống dốc đấy nhỉ, về mặt sức khỏe ấy, nhỉ? Xuống chưa? Thấy sức khỏe chung, mà rõ ràng là xuống rồi còn gì nữa. Khớp rồi lại tim mạch. Trước là em coi như là một khả một đêm có khả năng là 2 cái 3 cái. Thế nhưng một sau bắt đầu bị khớp cái là uống thuốc ở Bạch Mai ấy, thế bây giờ nó lại giảm quá nhiều, cho nên là đi khám ở Bạch Mai người ta lại bảo là lại huyết áp cao, thế là về lại phải uống thuốc cả huyết áp với lại đầu viêm khớp. Thế bây giờ cảm tưởng như là 1 tháng là được cái 2 cái, mình sợ quá mà không biết làm sao. Vợ cứ bảo hay là ông lại đi ngoại tình. Năm 8 tuổi mà 1 tháng được 2 cái, thế là một giảm cả. Ạ, 1 cái. Trước là 1 tháng mấy cái? Trước có khi 1 đêm 2 cái. Ui, còn đêm nào cũng có. Ui trời, đấy là hồi 30 tuổi gì? Không, phải 45, 46. 45, 45 là tuổi đỉnh cao của cái chuyện ấy mà đấy. Vâng. Ừ, thế và bây giờ là 45 mà hơn 10 tuổi rồi, đúng không? Là 58. Nói về sức khỏe chung, rõ ràng là mình sút rồi. Và cái chuyện mà đó là nó ảnh hưởng đến, nó cũng chịu ảnh hưởng của sức khỏe chung nhá. Đau khớp gối lắm, cũng chẳng muốn động đậy nữa, mà cũng chẳng, có khi vợ nó gác chân đến có khi còn hất ra ấy, vì khó chịu, vì phải ngủ, đúng không? Thế thì rồi thế và lại uống thuốc điều trị sức khớp gối thì anh uống thuốc gì, của Tây y hay là thuốc Bắc, thuốc gì? Không, cứ Bạch Mai họ kê thuốc thì là theo uống như bác sĩ thôi. Nhưng mà cái viên thuốc ấy hả, cái vị chứ không phải về sắc đun đun đúng không? Không ạ. Thế mình uống thuốc mình có tìm hiểu xem là cái tác dụng phụ của thuốc đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái nó gọi là đến cái khả năng quan hệ tình dục không nhá. Và đa phần các thuốc huyết áp, bây giờ anh lại còn huyết áp nữa, và đa phần các thuốc huyết áp là nó có giảm, nó có làm giảm cái nhu cầu đó đi. Đấy là do tác dụng của thuốc. Vậy thì anh muốn hỏi rằng là tại sao nó xuống, thì vấn đề là thứ nhất là theo lứa tuổi.
Thứ hai là theo tình hình sức khỏe chung nhá. Sức khỏe chung tức là mình có bệnh đến rồi đấy. Mà bệnh khớp với bệnh tim mạch mà đáng nhẽ thường nam giới ở tuổi 50 là chưa gặp đâu. Anh là hơi sớm nhỉ. Nhưng có những người 60, 70 mà người ta còn chưa thấy cái gì cả. Và cái thứ ba nữa rằng là do bị bệnh cho nên mình cũng phải uống nhiều thuốc. Và cái thuốc đó có thể nhá, nó sẽ, cái tác dụng phụ của nó sẽ làm giảm cái ham muốn về quan hệ vợ chồng. Câu chuyện của mình bây giờ là làm thế nào để khắc phục được. Thứ nhất là chấp nhận cái tuổi của mình là tuổi ngày càng cao, sức khỏe sẽ ngày càng yếu, cái nhu cầu đó nó cũng, nói chung đấy nhá, nó cũng ngày càng giảm. Đấy, là cái thứ nhất. Vậy bây giờ mình lại muốn rằng không, cái chất lượng sống của tôi là nó không chỉ cho tôi mà nó còn cho vợ tôi, đúng không? Có vợ lại cứ bảo hay là anh đi đâu. Thế thì nó có mấy nhiệm vụ song song là mình phải nâng cao sức khỏe chung của mình lên. Thế thuốc huyết áp thì cố gắng nói với, mỗi lần đi lấy thuốc huyết áp ấy thì cố gắng nói với bác sĩ về cái chuyện là tôi lại cái nhu cầu đấy nó giảm đi. Để làm gì? Để các bác sĩ tìm cái loại thuốc mà cái tác dụng phụ mà làm giảm cái nhu cầu chăn gối của vợ chồng ấy nó ít nhất, đúng không? Đầu tiên phải đạt được mục tiêu là giữ về cái huyết áp, gọi là huyết áp chuẩn đã, cái nền đấy. Thế và sau đấy thì là giảm tác dụng phụ. Thế thì lúc đó là bác sĩ sẽ cân nhắc nhá, để đạt được cả hai cái. Cái này vừa là nó không ảnh hưởng đến chuyện kia lắm này, vừa là vẫn có tác dụng giữ huyết áp cho anh này. Em muốn hỏi là cái thời đấy khoảng độ 45, 50, 55 ấy, thì nó chỉ được khoảng độ 51, 52 cân, đến bây giờ nó lên tới 66 cân, hay là em cho là béo quá hay cao 1 mét bao nhiêu? Cao 1 mét 68, 70. 68, 70 mà cân nặng là 65 à? Bây giờ là 65, còn thì... trước chỉ có 55, 53 cân. Nếu mà nói về cân nặng mà so với cả chiều cao ấy thì nó cũng không phải là béo. Tuy nhiên cái số cân ấy, nhưng mà chắc là tự anh sẽ lượng giá, bởi vì nhiều người thì cân nặng thấp nhưng mà chỉ số cơ nó ít, cho nên anh trở thành béo, tức là mỡ nhiều ấy, cho nên trông nó cứ xù xề. Và những cái người như thế thì gọi là nói đùa đùa vui vui ấy, người ta cứ nói nhìn cái ông nào mà cứ gọi là bụng to mắt híp xong rồi tròn tròn ý, là y rằng cái của quý nó lại kém, yếu. Thế thì lại một giải pháp nữa lại mọc ra cho mình là tập thể dục, xem lại chế độ ăn. Bây giờ mình cân nặng của anh không, so với chiều cao không phải là cao, thì ăn cái chế độ ăn nào để nó tăng cơ mà giảm mỡ nhá. Và tập thể dục cho nó vui vẻ, và vui vẻ yêu đời hơn, rồi là sức khỏe mạnh hơn, tất cả nó là vòng xoắn, thì hy vọng sẽ cải thiện được được sức khỏe chung và cái sức khỏe về chuyện em muốn thần hỏi kính. Các bác sĩ là bây giờ em muốn đi khám sinh lý này thì khám ở đâu và khám ở bệnh viện nào? Em ở Bắc Ninh thì muốn ra Hà Nội khám rồi khám ở chỗ nào? Vâng, thực ra sức khỏe của anh là đang ở tuổi 58. Cái điều quan trọng nhất là mình phải điều trị được hai cái bệnh mãn tính kia là ổn định. Và khi cái sức khỏe cơ thể nó đã tăng lên thì đồng nghĩa với sức khỏe sinh lý của anh nó cũng sẽ nâng cao. Chứ còn bây giờ anh có quay lại anh điều trị cái sức khỏe sinh lý trong khi đó anh vẫn phải điều trị thuốc tây của hai căn bệnh kia thì tôi nghĩ là không ổn đâu nhá. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng, xin chào anh. Chúc anh có một sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo, Hòa Bình đâu ạ? Alo? Alo. Oh, tôi đang nghe bạn nói đây, câu hỏi của bạn là gì vậy? Anh ơi, em muốn chuyên gia tư vấn cho em chuyện hôn nhân gia đình em. Rồi, bạn nói đi. Vâng, em năm nay 40 tuổi. Vâng. Nhưng mà
Mình từ khi mà em lấy anh thì giống kiểu 10 năm trước thì chả làm sao, nhưng 10 năm sau này thì anh giống kiểu anh cứ đi ngoài tình này. Cứ đi giống kiểu cứ đi hết người này rồi đến người nọ, cứ về thì em nói thì ông bảo là giống kiểu là trong gia đình thì ông không làm gì ảnh hưởng đến vợ con. Ông đi về thì ông chả bao giờ mà đánh đập em mà là cái gì. Rồi. Ông cũng vẫn có trách nhiệm. À, giống kiểu là cho con tiền đi học với lại là em cùng bán cái hàng tạp hóa, em cũng giống kiểu cũng phụ thuộc với ông. Rồi. Nhưng mà em cũng muốn đánh đó là giống kiểu không biết là mình có tiếp tục sống tiếp hay là ly hôn ấy. Thế là các bạn lấy nhau được bao lâu nay rồi? Em lấy được 20 năm rồi anh. Còn em năm nay học năm thứ hai rồi ạ. Ờ thì anh ta thì chắc cũng phải ngoài 50 tuổi đúng không? Không, anh ấy 42 tuổi ạ. À. Em 40 tuổi. Thế là 20 tuổi và 22 tuổi thì đã lấy nhau rồi đúng không? Vâng. Ờ, và bạn phát hiện anh ta hay đi ngoại tình là khoảng thời gian bao lâu nay? 10 năm nay rồi ạ. Khoảng chục năm nay thì anh ta hay đi ngoại tình, mà không phải ngoại tình với một người, mà anh ta rất, tóm lại anh ta rất thích lăng nhăng với nhiều cô gái khác ngoài. Là quen một cái con này thì dù là được con nào lâu thì 2-3 năm cứ đi ra ngoài là ăn ở thuê nhà trọ, ăn ở với nhau xong rồi là thế à? hết về cái con đấy rồi là về nhà. Anh ta làm công việc gì vậy bạn? Lên mạng rồi nữa, xong rồi là cứ quen trên Facebook, Zalo là được con nào lại đi như vậy. Anh ta làm công việc gì vậy bạn? Nhà anh ấy chỉ có ở nhà làm ruộng với ghi đê, ghi đỏm với thêm lại cái khoảng anh ấy hay đi đánh bài, đánh bạc ấy anh. Rồi, còn bạn thì bán hàng tạp hóa cũng ở nhà thôi. Vâng. Ờ, thế nhưng mà bạn đang ở Hòa Bình, nghe giọng như bạn như là Nghệ An, Hà Tĩnh đúng không? À, em là người miền Trung, ở người Quảng Trị, ở ngay chợ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Nhưng mà em lấy chồng về ngoài này, mà ngày xưa em lấy anh này thì trong gia đình em giống kiểu ai cũng cấm ấy, cấm là bảo là lấy trong xa người đó không cho lấy ấy. Rồi, anh ta là người Hòa Bình à? Hiện tại thì đang ở huyện nào? Huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình ạ. Lạc Thủy, cũng gần đây thôi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào, chào em. Vâng, em xin chào anh Đinh Đoàn ạ. Này thôi, 10 năm nay mà ông ấy cứ rất nhiều lần mà cứ gặp hết với cô này, cô khác. Mình làm mạnh nhất là làm cái gì rồi? Ui, giống rồi là em mà nói rồi. Ngoài nói ra làm nói gì không? To, nói nhỏ rồi làm mình gì, ông cũng thế. Giống rồi lúc mà ông muốn cái người nào là ông cứ say rồi ấy nè. Không thể ai nói được, mà trong gia đình này bên nội bên ngoài là ai cũng nói, mà cũng không nghe ai hết. Bây giờ rồi rồi, anh hiểu rồi. Ngoài cái biện pháp nói ấy, nói to, nói nhỏ, rồi bên nội nói, bên ngoại nói, rồi vợ nói, rồi nói sáng, rồi nói chiều, rồi nói tối, không thay đổi. Mình đã có biện pháp gì mạnh hơn nói chưa? Em nhiều lúc em nói quá, ông bảo là không sống được thì bảo con cái nó biết đớn cho mà ly hôn. Ông bảo em vậy. Nhưng mà thực ra thì ông ở bên thì ông cũng không định đập gì em. Ông cũng giống kiểu biết mình sai, mình đoán, cứ biết mình sai, xong rồi ông cũng nói năng gì mà về. Ông còn nhỏ nhà với mẹ con em nữa. Rồi. Thế mình có chấp nhận là... mình có chấp nhận cái chuyện là thôi ông cứ đi đi về, không đánh đập, không làm gì, mình còn nhỏ nhẹ không? Thì em cũng đang băn khoăn như này, nhưng đoàn này bây giờ em về trong quê thì giống như bố mẹ em cũng mất người mấy năm rồi. Cũng còn mà chẳng. Bây giờ, vâng, thế bây giờ bố thì cũng đi lấy vợ hai rồi, với mấy đứa em thì nói chung là cũng con đã trong hoàn cảnh ấy. Thì bây giờ em cũng nghĩ là thôi bây giờ con em thì cũng năm nay cũng 19, 20 tuổi thôi, cháu cũng sắp lấy chồng, nếu như mà lấy chồng thì cháu lại em cũng lên ra ngoài rồi. Rồi. Nhưng mà bây giờ mà bỏ đi như thế mà mang hai đứa đi, để một đứa lại, con mang một đứa đi thì cũng nghỉ thương con. Rồi. Cũng biết mà đang mới lại là từ ngày em về ngoài này thì em làm dấu ngoài này thì gia đình trong em cũng hoàn cảnh lắm ấy. Vợ chồng cũng mới làm được một cái nhà là nói chung không dấu ấy là được gần 1 tỷ. Thì làm cái nhà xong thì giống kiểu từ đâu chưa làm nhà thì vợ chồng còn êm ổng lắm. Rồi. Từ ngày làm cái nhà cái xong là ổng cứ dở chừng vậy. Đấy. Tức là do thì nợ nần hay là do tại làm nhà, nhà mình chỉ hợp với ở nghèo thôi. Đấy, chắc là hợp với ở nghèo thôi em ạ. Con... hỏi cho vui chứ không. Vâng, con em là nhà em làm nhà xong thì em cũng không nợ nần gì ai vậy. Thôi thế là thì may em... rồi. Vâng, này ông ấy tập hỏa thì nói chung về anh là nó thu nhập thì nó cũng thấp, chỉ đủ là chi tiêu ăn uống trong gia đình thôi. Thế là tốt rồi, thời buổi này mà kiếm được đủ chi tiêu ăn uống còn thế nào nữa, nhà 1 tỷ xây rồi đúng không? Thì, mình có 40. Này thôi được rồi nha, ngắn gọn anh hỏi, ông ấy có đẹp trai không?
Ôi, ông đẹp trai lắm. Rồi. Ông, vâng, ông đi ra ngoài còn gái 17, 18, còn chịp với ông ấy. Ông ấy có ông ấy có 42 đúng không? Vâng. Thế mà lại mà... lại rất là đẹp trai mà cũng chỉ có làm nông thôi. Ngoài ra thì quẩn quanh ở nhà chơi lôi, chơi đời với lại chơi điện tử thôi. Cho nên trông có vẻ còn dáng. Mình thì, mình mới có ông 40. Ông hay đánh bài nữa không? Ừ. Vâng. Mình thì tuy mới 40, kém ông 2 tuổi hả? Vâng, em 40 nhưng mà em cũng 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 trẻ lắm. Em đi ra ngoài thì người ta chỉ nghĩ em là chỉ có 22 thôi. Thế á? Vâng. Thế à? Thôi thế thì thế này nhá. Vâng. Ờ, đúng là nghĩ lại giờ đi mắc núi trở lại mắc sông, mình cũng đi lấy chồng rồi, bố mẹ chẳng còn ai, giờ chia tay thì cũng chẳng về được với bố mẹ. Thế xong rồi đang một gia đình chia đôi ra lại chia, mỗi người một con, mà con nó toàn 19 đôi 10 thì có phải là 5-3 tuổi gì đâu mà đưa đi để bú mớm đúng không? Vâng. Rồi đôi khi các cháu nó cũng lại buồn lòng, nó thấy rằng gia đình tan nát rồi, nó lại một đứa bỏ đi đua xe, một đứa thì bỏ ra thành phố kiếm việc làm, rồi nó sa ngã một chuyện này chuyện khác thì mình cũng mất tất cả. Là em là hai đứa con gái em ạ. Ồ, lại còn hai đứa con gái nữa rồi, rồi nó lại còn khó lấy chồng ra, khổ thân nó. Vâng. Nhất là cái vùng mình vừa Hòa Bình lại còn miền núi nữa, đôi khi cái nhìn nhận của bà con nó cũng còn hạn chế đúng không? Vâng. Người ta để thấy rằng đấy, bố thì cờ bạc rượu chè bồ bịch, xong bây giờ thì mẹ còn bỏ chồng, thế thì lấy con gái nhà nó làm sao được, cũng khổ thân. Vâng. Đấy, em cũng chỉ nghĩ vì thế thôi em. Tuy nhiên thì thế này, vâng, là mà không thể chấp nhận mãi như được. Mình không bỏ không có nghĩa là mình cứ lại cứ nghiến răng cứ cam chịu. Mình cũng dành thời gian cho mình đi, con cái nó lớn rồi, sắp tới nó riêng rồi, làm ăn vừa vừa thôi, có chuyện này chuyện khác tâm sự với hai đứa con, chính hai đứa con gái ấy, đó là cái đứa mà nó kéo bố nó về tốt hơn là mình ấy, mình cứ lải nhải nói có khi ông bực mình, nhưng mà hai đứa con gái là bố sống thế nào là sống, để cho con còn gọi bố là bố, con là sắp có thằng bạn trai đấy rồi nhưng mà con không dám đưa về nhà, bởi vì bố như thế này con nhục lắm, con xấu hổ lắm. Đôi khi này cái đứa con gái mà nó tác động tới người bố mà bố cũng thấy nhục. Thế nó dễ thay đổi hơn là bà vợ, vì ông chủ quan ông biết rồi, bà này bây giờ cũng chả dám bỏ mình đâu, cứ nói cho nó sướng mồm vậy thôi. Chứ còn thì còn bỏ mình thì còn đi đâu được nữa, nhà to thế này bỏ ra đứng đường à. Thế ông ấy nắm được cái thóp của mình, yếu của đấy, mình rồi. Ông ấy nắm được cái thóp đấy đấy anh ạ. Thế cho nên là mình dùng bài khác đi, dùng con đánh vào tình cảm để ngăn cản lôi kéo bố này. Thứ hai nữa là mình cũng không phải suốt ngày chỉ có cửa hàng tạp hóa ấy, thỉnh thoảng xem là đấy chúng mày với bố mày ở nhà trông cửa hàng cho mẹ một tí, mẹ về quê lâu lắm rồi. Cũng không vào Quảng Trị đúng không? Về Quảng Trị này gặp lại cô bạn cũ ngày xưa học cùng lớp 3, lớp 7, lớp 9, lớp 10 này, rồi cho nó khuây khỏa vui vẻ đi, may cái váy cái vóc cho nó sáng sủa. Ôi cái đấy thì em thì nhiều lắm hả? Thiếu. Úi giời, không thiếu váy hả? Vâng. Nhưng mà phải đi ra ngoài chứ, may váy xong cứ treo ở trong nhà ngồi suốt ngày ôm tàu em cũng hay đi, nhưng mà giống rồi em hay đi là ông cũng hay để ý em. Giống rồi đợt trước là ông cứ 4-5 ngày ông mới về, nhưng mà có một lần em đi xong rồi hôm sau là ông về bất chợt. Đấy, có hiệu quả rồi còn gì. Ông là còn lắp camera để ông có theo dõi em có đi đâu không cơ. Cho nên người ta mới có một cái câu chốt lại thế này, là người phụ nữ dại là người phụ nữ suốt ngày ngóng trông rồi đi rình rập theo dõi chồng. Người phụ nữ khôn là làm cho mình nó đẹp lên, cho mình nó có giá trị lên, khiến chồng luôn luôn phải sợ mất mình mà phải ở nhà để coi mình. Vâng, nhá. Thế xong rồi. Em cắt lời em là như này này, em mà từ xưa 10 năm nay ông có quen ai thì em cũng bao giờ em nhìn mò hoặc là em mà ghen tuông, em cứ kệ cả cô lái qua đường em cũng nhìn thấy em cũng mặc kệ anh ơi. Đấy. Tính của em là được. Thế cũng không được mà. Dễ tính thế là cũng chết, bởi vì cứ giống như là nuôi con ấy, lần đầu nó nói bậy mẹ đã kệ, lần thứ hai nói bậy cũng kệ, rồi sau nó thành thói anh quen. Anh Nhìn Loan ơi, em hỏi anh một câu quan trọng, em muốn hỏi về anh như này. Rồi. Giống được 10 năm trước ấy, 10 năm đến giờ thì em giống được là ông đi như thế, nhưng em cứ kiểu giống kiểu cứ gì nói đi thôi thì mình muốn nhảy, thì đi môn mình cứ tức thì tức, nhưng mà mình vẫn cứ vào trong phòng mình ngủ với ông ấy, nhưng mà tư tiệm là ông đi là ông ở đường, hôm giao thừa là ông ở ngoài kia với con đấy, sáng mùng 1 ông đi về. Thì em mới tức là em mới nói từ hôm đấy là em không ngủ với ông nữa, em ngủ với con gái. Thì liều mình làm như thế thì liều vợ chồng có đẩy nhau ra càng ngày càng xa không ấy? Xa thật rồi còn gì nữa, đã tình cảm không còn, bây giờ còn không ngủ chung nữa, rồi đến lúc không về ăn cơm nữa, thế là đứt. Thật ra người ta đã khuyên thế này này, không bao giờ dùng cái tình dục vợ chồng làm kẹo để thưởng, hay là làm một cái biện pháp để trừng phạt, cố gắng duy trì. Chính những lúc ấy mà
Tối hôm đấy chẳng hạn mình ôm ông trong mình ngủ xong mình khóc rức rưởi, mình kêu rằng là em cảm thấy em xấu hổ, em nhục lắm cơ, mình có chồng thế mà đêm giao thừa đầu năm mới chồng lại không về với mình, lại còn coi ở chỗ nọ chỗ kia hơn, có khi là còn dễ chịu hơn thế thôi. Mình đã không đi là... mình đã là em nghĩ như này, em này em nghĩ là đi thì bây giờ ông cứ đi 4-5 ngày như thế mà về mình cứ vẫn cứ ngủ với ông như thế là ông mới là tăng được đa, em là nghĩ như vậy. Giá em nghĩ cái điều này cách đây 20 năm, làm ngay từ những cái buổi đầu tiên, những cái lần đầu tiên mình kiên quyết hồi mình còn đang có giá còn trẻ mà. Đứa con đầu lòng với được 1-2 tuổi mà ông đã có bồ có bịch cho mình ầm ĩ lên rằng là sống thì phải sống tử tế, vợ chồng phải tôn trọng nhau, nếu ông thế này thì tôi bế con về Quảng Trị, lấy chẳng lấy thì thôi, xong rồi cứ giả vờ dắt con ra ngoài bến xe ở đầu đường quốc lộ để vẫy xe về nó sẽ khác. Còn mình 12-30 năm nay nghiến răng cam chịu, đến lúc tuổi này có trỗi dậy nó cũng sẽ khó. Ở đời có mấy chuyện thế này này, khi mình đã không thay đổi được thì hãy chấp nhận một phần, chứ còn cứ thay đổi thì không thay đổi được, nhưng mà chấp nhận không chấp nhận cứ cựa quậy rồi cuối cùng là mình là cái người khổ hơn rất là nhiều. Theo em thì em có ở như này hay là ly hôn? Hãy trả lời câu hỏi ly hôn thì mình được cái gì và mình sẽ đi đâu, cuộc sống có khá hơn lên không, hay là bán bò đi tậu ấy ương, hay là tránh một cái vỏ dưa lại gặp cái vỏ dừa nó trượt mạnh hơn, hay là rơi từ cái nỗi bất hạnh này sang một nỗi bất hạnh khác còn lớn hơn, đúng không? Đấy. Thế còn thì trong cuộc sống thì đôi khi thì cũng không ai dám nói là mình đang hạnh phúc, nhưng mà chỉ sợ rằng phá bỏ cái này để mình có được một cái này không được bằng như thế. Vâng, thì là em này nghe cửa sổ tình yêu, nói chung là ngày nào em cũng nghe, mà em nghe em tư vấn ấy, thế là em cũng thấy băn khoăn, thế là em đi. Hy vọng là bạn sẽ tiếp tục gắn bó với chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi nhá. Và qua những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn thì chắc là bạn sẽ lựa chọn cho mình một cách xử lý tốt nhất trong vấn đề khó khăn của gia đình mình lúc này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hưng Yên. Alo, Hưng Yên đâu ạ? Dạ đây ạ, em nghe đấy ạ. Rồi, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em muốn nhờ chương trình tư vấn giúp em, là năm nay em 36 tuổi rồi ạ. Em sinh năm 85 ạ. Thì là em muốn sinh thêm em bé, nhưng mà với cái tuổi thì em thấy là có em muốn là tại tức là bây giờ là em tức là cái gần đây là kinh nguyệt của em nó giảm ấy, lượng nó giảm, ngày cũng tức là cái số ngày nó cũng ít hơn ấy. Rồi. Thì em đang băn khoăn là với cái sức khỏe như thế thì có thể sinh thêm em bé được không ạ? Rồi, thì năm nay mới bước vào tuổi 35, đã có bao nhiêu em bé rồi? Dạ, có 2 rồi ạ. À, thế à. Và cái lần sinh gần đây nhất là cách đây bao nhiêu năm? 2012 ạ. 2012, tức là đứa cháu thứ hai cũng khoảng 8 tuổi rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, và bây giờ đột ngột là chắc là chúng nó lớn rồi, nó không chơi với bố mẹ nữa, đâm ra là muốn có một em bé khác để làm đồ chơi cho bố mẹ à? Hay là rảnh rỗi quá thì muốn chăm em bé? Dạ vâng ạ. Bác sĩ Phú Minh Phượng sẽ xem ở cái tuổi 35 và cái vấn đề kinh nguyệt của bạn nó hiện tại như thế thì cái nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề mang thai không nhá. Dạ, xin vâng mời chị Phượng ạ. Chị chào em. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Ở cái tuổi mà, thôi bây giờ không nói tuổi, mình là 36 tuổi và dạ, vâng kinh nguyệt thì là có thay đổi. Cái việc mà kinh nguyệt có thay đổi thì nó phản ánh rằng là cái nội tiết của mình là nó có thay đổi. Và như vậy có nghĩa rằng là nó có thể ảnh hưởng đến cái việc mà mang thai, đúng không? Kinh nguyệt vừa ra dạ, ít vâng lại vừa thua ra. Nhưng mà mong muốn của mình thì là vẫn muốn có em bé. Vậy tất cả mình sẽ có mong muốn thì mình phải đạt được, đúng không? Cố gắng đạt được. Vậy vâng ạ. Vậy để đạt được thì cái cách mà ngắn gọn nhất là mình phải đi khám để làm gì? Đây là mình chủ động đi khám và đôi khi để đi làm cái xét nghiệm xem là không biết nội tiết của mình nó như thế nào. Em có khám sức khỏe phụ nữ định kỳ không? Em khám thường xuyên, tại vì em có một cái vấn đề là tức là khi con em đã năm nay là nó đã tức là đã sinh bé thứ hai là cách đây 8 năm, nhưng mà 3 năm gần đây tự nhiên tức là ngực của em vẫn tiết ra cái dịch như kiểu dịch sữa, nên em thường xuyên đi tức là 1 năm em đi kiểm tra sức khỏe một lần.
Thì người ta nói làm sao cái dịch sữa người, ở ti? Cái dịch sữa thì người ta bảo là không có vấn đề gì, nhưng mà bác sĩ cũng không kê thuốc gì cả. Ừ, có thể nó là cái nội tiết gì đấy nó làm cho tăng ở đó. Vậy thì bây giờ để phục vụ cái mong muốn của mình là có thêm một em bé nữa nhá. Mà 8 năm vừa qua thì mình có dùng cái biện pháp tránh thai nào không? Dạ em không ạ. Thế là bằng cách nào? Không đặt vòng, không dùng thuốc tránh thai, không gì cả. Vâng. Xuất tinh ngoài âm đạo không? Vâng, đúng rồi ạ. À, đấy, thế nếu mà đúng như thế thì tức là các bạn có áp dụng biện pháp tránh thai đúng không? Thế còn nếu nếu mà là không làm cái gì cả mà tức là không áp dụng biện pháp tránh thai nào cả mà 8 năm nay thả đấy mà nó vẫn không có em bé thì lại càng phải đi khám nhá. Lại càng phải đi khám xem là nguyên nhân nó làm sao. Có phải là vô sinh thứ phát không? Thế tại vì cái biện pháp mà xuất tinh ngoài âm đạo ấy thì thông thường là hiệu quả của nó không cao lắm, mà các bạn giữ được 8 năm thì tức là rất tuyệt vời. Đấy. Không ạ, cũng bị nhỡ 3 lần rồi. À thế hả? Ừ. Đấy, xong lại có một cái yếu tố là nhỡ và phải đi nạo thai, đúng không? Dạ, vâng. Ừ. Tất cả những cái gọi là tiền sử sản khoa như thế rõ ràng là nó cũng là cái vấn đề mình cũng để phục vụ, nếu mà không muốn có con thì không vấn đề gì cả, nhưng để có con thì mình cũng phải đi xem lại, cũng phải đi khám ấy, để xem là liệu có ảnh hưởng gì ở cái việc mà ba cái lần gọi là bỏ thai kia không. Đúng không? Rồi nội tiết bây giờ là thay đổi. Và cái nội tiết đấy nó có còn đủ để cho mình, tức là đủ điều kiện để cho mình có em bé không? Thì bằng cái cách khám bây giờ rất là khoa học thì mình phải tận dụng các cái kỹ thuật khoa học đấy để mà đạt được cái mong muốn của mình. Và đấy là cách nhanh nhất nhá. Dạ vâng ạ. Thế thì khi nào em lên phòng khám thì em nói là em nói như thế đúng không bác? Em lên phòng khám và em nói mong muốn của em là như vậy, và nhớ nói rằng là em kinh nguyệt bây giờ rất kém, như là trình bày với chị ấy, thì là bác sĩ họ sẽ biết rằng là à thế là phải làm cho cô cái này, à ba lần cô đã nạo thai rồi thì bây giờ phải đi kiểm tra xem buồng trứng, rồi là loa vòi trứng, rồi là niêm mạc dạ con, vân vân. Thì trong chuyên khoa là người ta sẽ biết phải làm cái gì. Và nếu mà để mong muốn có con thì sẽ sửa cái gì nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Chào bạn nhá. Chúc bạn sớm có tin vui. Một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Dạ, tôi đây. Cảm ơn chương trình nha. Dạ vâng, chào anh. Anh lớn tuổi chưa ạ? Dạ, báo cáo với là tôi năm nay 57 tuổi ạ. Dạ vâng. Không biết anh đang băn khoăn điều gì khi gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi vậy? Dạ, tôi báo cáo chương trình tôi đi chung là con cái tôi đều về rồi, thế hoàn cảnh gia đình tôi là vợ đi tai nạn mất này là 4 năm rồi. Vâng. Thế tôi muốn xuống tìm hiểu mới làm bạn với cô này. Vâng. Thì tất cả mọi thứ thì chúng tôi là đều tâm đầu với hợp cả. Thế à? Thế nhưng mà mỗi một cái là ngủ chung giường mà ngủ đến sáng là thực sự là tôi không thể nào ngủ được. Dạ vâng. Cứ như thế cho nên tôi bảo cô ấy là thôi thì thương nhau rồi thì cứ nằm chuyện trò nhau đến tầm đi ngủ 9-10 giờ thôi thì mỗi người một giường. Ừ. Cho nên là cô ấy cứ băn khoăn mà thế này thì anh với vợ không ngủ chung với vợ thì nè, em không cưới đâu. Ừ. Tôi cứ băn khoăn rồi hỏi chương trình tư vấn giúp tôi. Tức là nếu mà ngủ chung với cô ấy thì anh làm sao mà không ngủ được? Cũng như làm sao tôi không thể ngủ được. Cô ấy có ngủ không? Cô ấy thì ngủ được. À thế còn anh thì cứ trong trong mà ngồi ngắm ngắm bà xã. Thế tôi chỉ cứ ngồi ngắm bà xã. Thế là anh được mấy cháu? Dạ, báo cáo chương trình nhà tôi được 2 cháu, một cháu trai một cháu gái. Thì cái cháu là xây dựng gia đình xong hết rồi. Chúc mừng anh. Thế còn mỗi cái chuyện là cái bà kia là bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô này cô ấy 50 tuổi. À, thế hoàn cảnh của gia đình của cô ấy thì như thế nào? Thì báo cáo với chương trình là hoàn cảnh cô này là gia đình cô này chồng cô cũng mất. Coi như được 4 năm, hơn 4 năm rồi. À, thì cô ấy được ba cô con gái, thì là hai cháu đi xây dựng gia đình rồi. Cách khoảng độ 10 cây số, còn một cháu bây giờ là cháu học xong lớp 3 là đang có chiều hướng này cháu cho cháu đi học, cho cháu đi du học bên nước ngoài. Rồi, tóm lại là hoàn cảnh của hai anh chị có vẻ na ná như nhau đúng không? Một bên là chồng chết, một bên vợ chết mà đều chết từ cách đây 4 năm rồi.
Và nói chung là theo như anh nói là tuyệt vời rồi. Chỉ có cái là tại sao mà ngủ nó lại thế. Thế nên hôm nào mà không ngủ chung với cô ấy thì có ngủ được không? Nếu không ngủ chung, nếu cứ xuống đây cứ nằm riêng giường thì là cứ cô xuống nhà thì tôi cứ nằm cô một giường, tôi một giường thì là ngủ được. Thế mà cứ nằm chung này không ngủ được. Hay là do tại anh 4 năm nay không có ai nằm cùng nên là cảm thấy là nằm một mình thoải mái hơn đúng không? Thì tôi không rõ thế nào mà đặc biệt cô cứ ép tôi ngủ, thực sự chương trình không ngủ được, cứ băng khoăn rồi thức rồi này chằn chọc thôi, chứ còn tất cả cái thứ này chung mà là còn cái chuyện là ăn uống đâu bạn, mình tôi vẫn tốt lắm. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ vâng, xin chào anh. Dạ chào anh. Thế anh vui tính quá vì là đúng là mới có tình yêu thành ra nó cứ thanh niên trẻ trung ấy, không biết là tính anh thế hay là từ ngày có tình yêu mới rồi mà thấy anh nghe giọng nó vui lắm, cũng mừng. Dạ, báo cáo anh là tôi nói chung là cũng từ trước cái này rồi, kể cả trước quần và trước sống và sống với cô này thì bạn cũng vẫn thế thôi, tại vì sống mình cứ vô tư, sống bộ đội mà. Vâng, không đấy là quan thế là thích là vui. Anh với cái cô bạn mới này yêu nhau và lấy nhau hoàn toàn đàng hoàng, đúng nó chỉ có mỗi một tí trục trặc nhỏ nhỏ. Tuy nhiên với một người láo cá hơn một tí ấy, ranh ma hơn một chút ấy, họ ấy có thể chẳng cần cần nói. Phụ nữ mà cái đoạn mà cứ làm xong đòi tách ra ngủ riêng ấy là người ta sẽ nghi ngờ là mình đến với người ta chỉ vì cái món kia, mà không vì tình yêu, không vì trân trọng, không vì được ôm ấp, thì người ta nghĩ rằng mình coi người ta như là một cái nơi để mà giải tỏa cái nhu cầu, nhưng người ta hơi tự ái. Thế còn thì anh cứ bình thường, anh đừng bảo anh không ngủ, nằm ôm cạnh nhau rồi đến lúc cô ngủ rồi thì anh lặng lẽ anh ra anh ngủ ở giường bên cạnh cũng chẳng có làm sao, chẳng có lẽ cô lại vùng dậy cô lôi cổ anh bảo anh phải quay về giường kia. Cũng giống như trẻ con mà mình đầu tiên thì nó không chịu ngủ một mình, nó sợ ma thì bảo cứ nằm đây rồi bố ru hay là mẹ ru vỗ vỗ về cho nó ngủ, xong khi nó ngủ say thì mình rút ra mình ngủ riêng. Thế thì cũng làm, nhưng mà vậy đây anh đã khai thật mất rồi thì cũng không có làm sao cả. Thì đây là một chuyện rất là nhỏ, bây giờ hai người còn đang hào hứng với cái chuyện là mình có một cái tình yêu mới, nhưng khi thành vợ thành chồng rồi, thật ra rồi nó ổn định tinh thần, nó cũng không còn háo hức như bây giờ nữa. Và con người ta cũng không ai cưỡng lại được cái tuổi tác. Rồi đến lúc mình cũng khi cũng tuần một lần, hai lần thưa thớt. Rồi đến lúc ở chung thì là cơm áo gạo tiền, đi chợ đi búa, nay ông ốm mai bà lại mệt. Rồi là nó rất là nhiều thứ vào, không còn thời gian đâu. Mà người ta cũng dễ tính đi đấy, không còn cái đoạn nũng nịu với dỗi với lại không thèm cưới nữa đâu. Cho nên anh cứ vui vẻ chấp nhận nhún đi, kiểu gì anh cũng cứ chấp nhận để hai ta chung một nhà. Thế còn thì thành vợ thành chồng rồi, sau này khi chính anh ấy nằm bên cạnh ấy, chị kia chị còn bảo thôi anh đi sang bên kia ngủ đi, anh cứ chân anh nặng anh gác em, với lại nào là anh ngáy to rồi là anh thở phì phò, đây là bây giờ còn đang háo hức. Thế bây giờ thì muốn có người thì cũng phải ôm ấp vỗ về. Mình lại cứ rằng là nằm cạnh em anh không ngủ được, mà người ta nghĩ rằng chắc là người ta hôi, người ta làm sao đến nỗi mình kinh tởm nữa không ngủ được. Mà có biết đâu là chẳng qua mình do hồi hộp rồi nó cứ thao thức. Cái hai nữa mình ở bộ đội mình ngủ một mình nó quen được. Cho nên lúc này tôi nghĩ rằng là việc lớn nhất là việc chấp thuận để cho nó được cái việc lớn. Thế còn những việc nhỏ ta sẽ khắc phục sau. Mà khi việc lớn được rồi ấy, sau đi mà nó có khi người ta cũng chả để ý đến việc nhỏ nữa đâu. Và rồi biết đâu chính cô ấy cũng là người mà hỗ trợ đồng ý với anh cái việc ngủ chung ngủ riêng. Tôi nghĩ ngay cả những đôi vợ chồng rất là trẻ hiện nay ấy, người ta cũng còn duy trì cái nếp sống. Cái này nó phụ thuộc vào cái quyết định của hai người thôi mà. Có những đôi trẻ nó mới 25, 27 á, lúc nào nó cần thì nó ở với ngủ với nhau, xong rồi thì chồng về phòng chồng ôm máy tính lọc cạch đến tận 1, 2 giờ đêm, vợ thì ôm con hoặc là vân vân. Chứ quy định rằng cứ vợ chồng phải ngủ với nhau thì chưa có bất cứ một ở đâu phải quy định như thế cả. Nhưng mà tôi nghĩ là anh cứ nhún đi, kiểu gì cũng được, miễn là được chấp nhận để được hai đứa để về cùng một nhà. Em bảo gì anh cũng nghe, cứ thế thì anh ạ. Mình thì chưa thật sự già, nhưng mà quỹ thời gian nó cũng không còn quá nhiều. Vui được một ngày, hạnh phúc được một ngày thì cũng là cái tốt. Mình cũng không chần chừ nấn ná làm gì quá mức cả, đúng không ạ? Vâng ạ, cảm ơn chị Trịnh nha. Dạ vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào anh nhé. Chúc anh có cuộc sống mới thật vui vẻ và hạnh phúc.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lào Cai. Tôi thì năm nay được 46 tuổi đấy. Vâng. Có quan hệ tình dục hay gì về thì không biết thế nào, mà quan hệ tình dục mà mình không muốn quan hệ thế nào mà cái đầu công dương mình như kiểu rối loạn hay cái gì mà mình không thích ấy. Thì hai đứa thì hỏi về cái xuất tinh sớm ấy. Tóm lại là bây giờ là cái vài tháng nay thì là thấy xuất tinh sớm đúng không? Không, xuất tinh sớm là xuất tinh sớm từ trước rồi, nhưng mà bây giờ là yếu sinh lý là từ tháng tư đến bây giờ đấy. Cảm giác là mình không nghĩ mà không nghĩ đến mà không thích thế nào ấy. Tức là không có nhu cầu quan hệ tình dục nữa đúng không? Kiểu là không có quan hệ, không nhu cầu quan hệ tình dục nữa. Anh là người dân tộc à? Mông. Rồi. Thế lấy vợ lâu chưa? Lâu rồi, 46 tuổi rồi mà. Hai vợ chồng hiện tại thì vẫn hạnh phúc đúng không? Vâng, hai vợ chồng thì chả có gì, nói chung là... Chỉ có cái là cái của mình thì cảm thấy là yếu là mình hơi lo thôi đúng không? Vâng, hơi lo mà để đi khám, để điều trị ấy, thì bây giờ muốn hỏi bác sĩ em tư vấn xem là để khám như chỗ nào hoặc thế nào để... Rồi, thế đang ở huyện nào đấy? Hả? Đang ở huyện nào đấy? Ở đây, ở Lào Cai thì nếu mà có khám thì ở huyện Đa Khoa tỉnh Lào Cai thôi. À, tức là đang ở thành phố à? Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Rồi. Tôi chào bạn. Rồi, chào bác sĩ. Tôi nghe câu chuyện của bạn với anh Văn từ nãy đến giờ rồi. Vợ bạn thì bao nhiêu tuổi bạn? Cũng vợ được 45 tuổi. 45 à? Bạn thấy có vẻ như là không bình thường khoảng độ 3 tháng nay, đúng không? Thực ra ban nãy bạn có nói chuyện là xuất tinh sớm thì lâu rồi đúng không? Xuất tinh sớm là lâu rồi, nhưng mà mình trước khi mà mình muốn quan hệ thì mình biết kiểm soát ấy thì được tầm 30 phút, nhưng mà không biết kiểm soát thì chỉ được tầm 1 đến 2 phút này sao? Thực ra thì cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đúng không? Nhưng mà bây giờ ảnh hưởng, nhưng mà bây giờ chỉ ảnh hưởng là chỉ sợ lâu là không biết về thời gian này sao mà nó dối loạn như thế. Mà cái độ cứng của nó cũng yếu, cũng không được như trước. Bây giờ lại cảm giác là có rối loạn cương dương nữa đúng không? Ở gần bà xã đấy mình không thích một cái gì ấy. Cũng như là không như trước. Như trước thì thực tuần thì có vẻ là mình cũng 2-3 lần ấy. Tức là tự mình cũng cảm thấy là nó giảm đi đúng không? Tức là mình cảm thấy giảm đi hẳn đấy, giảm đi nhiều ấy. Buổi sáng thì mình có thấy là nó tương vật nó tự cương lên không? Không đạt được như trước ấy, kém hẳn. Gọi là có cương một tí rồi, xong nó lại cảm thấy một tí nó lại xỉu đi ấy. Tại vì thế này này, nếu như mà chẩn đoán xuất tinh sớm ý, thì thường là người ta tính theo cái thời gian mà từ khi xâm nhập ý, tức là dương vật ở trong âm đạo cho đến lúc xuất tinh. Nếu như mà nó dưới 2-3 phút mà tất cả các lần quan hệ đều như thế, mà mình có đời sống tình dục ổn định, mình ở nhà với vợ bình thường thì có thể chẩn đoán là xuất tinh sớm. Thế nhưng mà cái rối loạn cương dương mình cũng có thể tự chẩn đoán được. Ví dụ mình thấy độ cương cứng của nó không tốt, dù là nó không được như trước đây, hoặc là nhiều lúc mà mình cảm thấy mình cũng có nhu cầu nhưng mà dương vật nó không cương cứng lên được thì có thể chẩn đoán là rối loạn cương dương. Thế còn lúc mình muốn quan hệ xong là muốn ấy, nhưng mà tự nhiên nó ảnh hưởng đi, cuối cùng lại bỏ qua. Đúng rồi, thế là mình lại không thực hiện được cái việc đấy đúng không? Thì cũng có thể cái đó thì nó có thể gặp trong cả hai bệnh, tức là anh có thể mắc hai bệnh khác nhau, tức là vừa xuất tinh sớm vừa rối loạn cương dương, hoặc ngược lại thì lại có thể là do rối loạn cương dương mà nó dẫn đến cái tình trạng xuất tinh sớm. Thế còn về hưng phấn ý, thì nó phụ thuộc khá nhiều vào cái cảm nhận của mỗi người, hay nói cách khác là người ta gọi là yếu tố cơ năng ấy. Chính vì vậy tôi mới hỏi anh là buổi sáng dương vật của anh có cương không ấy, thì đấy là cái sinh lý. Sinh lý thì đôi khi anh không kiểm soát được, tự nó lên. Nhưng mà nó lại còn phụ thuộc vào cái nữa, đó chính là phụ thuộc vào cái tình cảm, hay nói cách khác là phụ thuộc vào tình yêu. Nhiều người người ta ví dụ người ta cảm thấy ghê sợ với một người chẳng hạn, nên người ta không thích một người, hay người ta cảm thấy không có hứng thú thì người ta cũng không thể quan hệ tình dục được. Nhưng cái đấy là nó do yếu tố tâm lý quyết định, chứ còn không phải là yếu tố bệnh lý. Nói chung là vợ chồng chẳng có gì đâu. Mình cảm giác đây là yếu tố bệnh lý đúng không? Thế và cái mà quyết định đến cái ham muốn này thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm anh ạ. Nó phụ thuộc từ trên đầu trở xuống, tức là từ yếu tố thần kinh ở trên não cho đến hoạt động của cơ quan sinh dục tiết niệu, cho đến các cái yếu tố bên ngoài tác động vào. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tôi thì tôi nghĩ thế này,
Anh thì mới có 46 tuổi, gọi là trẻ thì qua nhưng mà già chưa tới, đúng không? Cái đời sống tình dục của mình nó sẽ còn phải kéo dài trong một thời gian nữa. Tất nhiên là may mắn là bà xã thì cũng 45 tuổi rồi, thì cái áp lực về phía bà xã nó không như trước đây. Chứ ví dụ vợ mà kém mình độ chục tuổi hay là hơn chục tuổi thì cũng phiền hà, đúng không ạ? Nhưng mình cảm thấy không yên lòng, đúng không? Và đang sợ là cái đó nó có phải là bệnh lý của cơ quan sinh dục hay là bệnh lý của cơ quan khác nó gây ra hiện tượng như vậy. Ví dụ những cái người mà mắc bệnh tiểu đường chẳng hạn, thì những cái biến chứng hay là những cái dấu hiệu đầu tiên hay gặp thì đôi khi nó lại là xuất phát từ cái về hoạt động tình dục nhá. Theo tôi thế này, có lẽ là anh nên đi khám đi. Và ở Lào Cai thì tôi sợ không biết là có đủ các cái phương tiện để khám kiểm tra cái bệnh của anh hay không. Nếu được thì anh bố trí thời gian rồi xuống Hà Nội khám thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn anh ạ. Nhá. Vâng, anh khám về chuyên khoa nam học ở những cái bệnh viện mà người ta có khám chuyên khoa nam học, ví dụ như là bệnh viện Việt Đức này, hay là bệnh viện 108 này, bệnh viện 103, rồi là những cái bệnh viện mà người ta có cái khoa đấy, thì người ta sẽ có cái điều kiện người ta thăm khám cũng như là chẩn đoán cho anh. Chỉ khi biết được nguyên nhân tại sao nó gây ra cái bệnh như thế thì mới điều trị cho anh được nhé. Rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Hy vọng là anh sẽ tìm được cái nguồn cơn căn bệnh của mình và sẽ có sức khỏe tốt hơn nhé. Xin chào anh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo Hải Phòng đâu ạ? Dạ đây ạ. Vâng. Câu hỏi của em là em có một chuyện rất là buồn anh ạ. Vâng. Vâng, em vợ chồng em lấy nhau khoảng 30 năm nay rồi. Thế à, thế là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 48 rồi. À 48, lấy nhau 30 năm tức là lấy khi 18 tuổi đúng không? Vâng, nhưng mà em cũng chịu khổ từ hồi con em còn bé đấy. Rồi. Vâng, lấy anh này thì anh ấy sống, anh rất là ra trưởng, mà anh ấy có cái tính, lại tính oai kỹ. Thế bảo thuê vợ chồng cứ đi làm với nhau là hay ở trên công trường là cứ hay rất hay là đánh nhau. Đấy, thế mà em ấy đánh nhau à? Vâng. Nhưng mà đại khái là ông này ông rất là vũ phu, tóm lại như thế. Vâng, thế mà bây giờ là em có cái câu chuyện em muốn hỏi chương trình là bây giờ là ông này là em bỏ về ngoại khoảng 4 năm nay rồi. À thế à? Vâng, thế về ở bố mẹ thì bố mẹ em cũng mới chết hết cả rồi, giờ ở một mình. Thế mà ông ấy ông không cho em liên lạc với con. Đấy, vâng, thế mà ông ấy đe là về là ông ấy đuổi. Đấy, thế mà thỉnh thoảng thì em cứ một tháng em lên dưới 6 một lần thì em lên đằng ngoại, nhà 6 đấy, đằng nhà ông bà thông gia đấy. Rồi. Vâng, nhớ 6 đứa con này lên đấy thì mẹ con tụ tập, thế cái ngày mà dỗ bố dỗ mẹ em ấy là ông cũng không cho 6 về. Em lên thân mấy năm nay rồi, em muốn bây giờ em muốn cái đất ấy, cái đất để em về với con em. Thế nhưng mà mang đơn về thì ông không ký, ông xé ra. Vâng, thế là em mấy giờ em lên tòa em hỏi là đã đất một giấy thì họ này yêu cầu là phải có giấy tờ, đủ giấy tờ mà em là ông giữ hết không có giấy tờ gì. Là em muốn hỏi chương trình là bây giờ có muốn có cái cách gì để giải pháp cho em không ạ? Rồi, thế là tóm lại có bao nhiêu đứa con? Em hai, một cháu lấy vợ có hai con rồi, còn một thằng thì sang năm cháu lấy vợ. Thế bây giờ là muốn ly hôn để đòi con à? Không, em chả đòi gì, em muốn ly hôn để em về với con em đấy. Vâng. Rồi thì bây giờ cứ về thì cứ ai bắt không về? Ông về là ông đánh. À, con thì vẫn ở chung với ông ấy à? Cả hai đứa. Vâng, con em năm nay một thằng 30 tuổi rồi, còn thằng 26 tuổi mà ông vẫn cứ đánh anh ạ. Ông cứ bảo là ông cứ bảo nó là ý là lai em về bà ngoại để ông mất vợ. Ông cứ nói thế, thỉnh thoảng ông đánh con đấy, thế xuống đây là các bác cứ bảo làm sao mà không bảo được bố mày, nó bảo giờ bố cháu như thế thì các bác bảo làm sao được giờ. Đấy giờ chúng nó cứ thế bảo. Thì tóm lại là nếu mà có ly hôn thì cũng có về được đâu, bởi vì các con thì vẫn ở với bố đúng không? Nếu mà có ly hôn thì nó vẫn ở với bố nó, thì mỗi lần về ông lại đánh cho thì về làm gì? Đấy, bây giờ em cũng muốn phải... là giải tỏa ra, chứ bây giờ cái đất thì không cắt đất được, ông không ký mà giờ em làm cắt đất một giấy thì em không cắt đất được. Bây giờ mà giờ em lắm được em về quê em đi làm, lắm ông cứ bình múa anh ạ, như hồi này ông cứ đưa gái về nhà, ông ngủ ở nhà đấy. Lại còn đưa gái về nhà nữa. Ông không để ý, ông bình nữa rồi. Rồi, ông ấy có bà nào khác không? Con thì em kể là ông ấy nhiều lắm, ông ấy được dẫn về nhà ngủ thôi, thì con em bảo, nó bảo là bây giờ chúng con thanh niên hết rồi, mà giờ mẹ con không có nhà thì bố chúng con là đàn ông, bố là đàn ông chúng con không cấm. Thế nhưng mà bố đi đâu bố đi với một bà thôi, mà bố đi dẫn đi đâu dẫn một mình, dẫn về nhà, bây giờ dẫn về nhà mình nha, ăn xóm láng người ta cười cho. Ông bỏ tao không có tiền thì tao cứ đi nhà nghỉ, mà ông đi làm suốt ngày, ông toàn đi thôi gái thôi anh ạ, không có tiền đâu. Tóm lại là chả còn tí tình cảm gì với cái loại người như thế nữa đúng không? Vâng. Rồi bây giờ phương án giải quyết như thế nào thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng.
Đấy, tôi nghe cái câu chuyện của bạn nói với anh Thành Văn rồi, đúng là có quay trở lại thì cũng chẳng vì thế mà cải thiện gì hơn. Lúc ban đầu mà nói rằng là ông ấy cứ cấm không cho gặp con thì tôi tưởng con còn bé lắm, ai một thằng thì 30, thằng 26 rồi, là chúng nó cũng đã trưởng thành rồi, chúng nó cũng phải có ý thức rằng là mẹ thiệt thòi như thế nào. Thứ bảy chủ nhật nó cứ đưa con về bên ngoại này để chơi với bà thì chẳng nhẽ bố nó đuổi theo để đánh à. Chúng nó cũng phải có cái gọi là cái kiên quyết của mình chứ, những cái gì đúng thì phải làm, mà thấy mẹ thiệt thòi thì cũng phải có ý kiến chứ. Con em ấy nó cứ cho thỉnh thoảng lâu rất trước rồi nó cho cháu về đằng chỗ em chơi, là ông ấy phát hiện ra là ông ấy đánh nó xong ông ấy đuổi không cho nó về nữa anh ạ. Thế xong rồi chúng nó có làm ăn gì không hay là còn phụ thuộc bố nó? Cháu thì cháu đi làm chứ nó làm công ty hết mà. Độc lập như thế xong bây giờ cứ bị bố đánh mà cũng chịu. Hồi lâu em về nhà rồi đấy mà nó xuống chơi mà ông xuống cứ túm ông đánh nó ngồi yên cho ông đánh anh ạ. Thôi thôi bên này nhá, thôi ly hôn thì không ly hôn được. Ly thân thì cũng chán rồi. Thế còn một cái phương án nữa, thử xem ba mẹ con bàn với nhau, mình lớn rồi, mình đang ba người ở một phía, mình có những đứa con nó ủng hộ mình, mình quay trở lại sống, bởi vì về nguyên tắc là mình vẫn là nhà mình, vẫn là chồng mình, con mình, đúng không ạ, chưa ly hôn, cứ về ở. Thế nếu như mình cũng phải đặt ra phương án họp với các con rằng là mà sẽ cố gắng gọi là nhún nhịn đến mức độ tối đa, nhưng nếu cứ quá đáng chăng nữa thì mình cũng phải hành động. Mình cũng phải alo cho công an khu vực, cũng cảnh sát khu vực người ta vào nó bắt. Bởi vì một cái người mà như ông ấy thì hoàn toàn là không gọi là gây rối trật tự công cộng, nhưng mà thủ phạm của bạo lực gia đình. Thế và các con thì không cần lại đánh này ông, nhưng mà cũng phải có những cái phản kháng nhất định, chứ đừng ngồi im như vậy. Túm sức lại mà đấu tranh với cái này. Còn mình mà cứ rằng cái gì cũng sợ ông đánh thì sợ ông đuổi thì sợ ông không đưa giấy, thì cuối cùng thì chả làm được cái gì, chả ai có thể đến nhà mình để mà giúp được, nếu như mấy mẹ con mà không túm vào với nhau, đúng không? Công an rồi chính quyền địa phương sẽ đến khi mà xảy ra vụ án, mà đợi lúc ấy rồi thì mình cũng thiệt rồi. Cho nên là thằng mà 26 tuổi đấy nó vẫn bảo với em một mẹ cứ về ở với con, nếu mà bố con mà đánh mẹ lần nữa thì con đi ở với mẹ. Cứ bảo em thế thôi, lại đi ở với mẹ thì cũng là vẫn vậy thôi. Bàn với nhau rằng là nhà ta có 3-4 người, các con cũng lớn rồi, một người bố mà rất là không xứng đáng như vậy thì có gì cũng phải bảo vệ nhau, tức là đừng để nó xảy ra những chuyện này chuyện khác, đúng không? Chung sống với lũ vậy, thế thì cái lũ nó lên đến đâu thì mình lại đẩy nhà cao lên đến đấy vậy, nếu như mà mình không dứt khoát ở cái món ly hôn kia được. Hy vọng là chị sẽ giải quyết được cái khúc mắc của gia đình mình lúc này. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Điện Biên. Alo Điện Biên đâu ạ? Vâng, alo đây ạ. Tức là vợ con bị viêm nhiễm ạ. Vợ bị viêm nhiễm, rồi viêm nhiễm ở đâu? Viêm nhiễm ở cái bộ phận ở đầu tử cung ấy ạ. Rồi, thì làm sao? Thì em thấy là vợ nó bị viêm nhiễm như thế thì chúng ta vợ em đang mang thai. Đang mang thai đúng không? Thai đứa thứ mấy? Đứa đầu tiên ạ. Rồi, thế là mới lấy vợ à? Vâng, anh vừa lấy vợ. Đang mang thai tháng thứ mấy? Thứ 9 ạ. Tháng thứ 9 tức là sắp sinh rồi đúng không? Vâng. Ồ, thì và phát hiện ra là viêm nhiễm, chắc là đi khám thai định kỳ thì bác sĩ phát hiện ra đúng không? Vâng. Thế bác sĩ không nói là những người mà phụ nữ đang mang thai thì rất dễ bị viêm nhiễm à? Không ạ, anh đi khám thì không thấy bác sĩ nói đấy. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Ừ, chị chào em. Anh chào chị ạ. Vợ là sắp sinh rồi đúng không? Tháng thứ 9 rồi thì chắc chỉ độ 1-2 tuần nữa là sinh thôi đúng không? Thế sức khỏe vợ tốt không em? Vâng, bình thường ạ. Ở đây có hai vấn đề phải quan tâm. Một là vấn đề về cái chuẩn bị đến tháng sinh của vợ em ấy. Thì đây là những cái giai đoạn mà nó khá là nguy hiểm đối với người phụ nữ. Thế cho nên là mình phải tự vợ là em phải cùng với vợ nhá, theo dõi, ví dụ thấy vợ đau bụng này hay là ra huyết, có thể có một vài người người ta ra cái huyết hồng hồng ấy. Đấy, hoặc là thấy vợ rất là đau bụng hay là thấy tự nhiên thấy con nó ít đạp, tức là con thai nó không đạp ấy. Đấy, thì tất cả những cái dấu hiệu đấy là những cái dấu hiệu là phải đưa vợ đến bệnh viện ngay nhá. Vì đây là những cái tháng cuối của thai kỳ rồi.
Thế còn thực ra thì rất nhiều người phụ nữ là khi mà ở những cái tháng người ta có thai ấy, thì người ta hay bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục lắm. Nó do là thay đổi cái nội tiết ở trong cơ thể ấy, nó làm cho cái môi trường của âm đạo nó thay đổi đi. Và nhiều người người ta bị viêm nhiễm mà. Thế và khi mà bị viêm nhiễm như vậy người ta vẫn điều trị bình thường nhá. Có những cái loại thuốc uống thì phải cẩn trọng khi mà kê thuốc để uống cho phụ nữ có thai. Thế còn những cái thuốc đặt hoặc là những cái thuốc rửa thì em vẫn có thể mua để cho vợ điều trị bình thường được mà nhá. Sau đấy, sau rồi khi mà mình sinh con á, sinh con xong thì nếu mà còn viêm nhiễm, nhiều người người ta còn viêm nặng lắm, ví dụ viêm cổ tử cung lộ tuyến trước khi sinh con này, sau khi sinh con, thì sau khi sinh con xong người ta vẫn tiếp tục điều trị được, không có vấn đề gì. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin chào bạn nhé. Chúc bạn sớm đón một thành viên mới trong gia đình mình. Tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Alo Hà Tĩnh đâu rồi ạ? Dạ đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ em có một đời chồng rồi, có một đứa con 6 tuổi rồi mà năm có một người quen mà em muốn hỏi, người thì nói thôi ở về nuôi con, người thì nói quen mà em chẳng biết làm sao, em liền hỏi chương trình đấy. Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Giờ 32 tuổi ạ. À, thế là bỏ chồng lâu chưa? À, lấy chồng quen một năm thì lấy mà ở với nhau được 6-7 tháng gì đấy. À, thế bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi? Giờ con học lớp 1, 6 tuổi ạ. À, thế tức là cũng bỏ chồng 5-6 năm nay rồi đúng không? Từ lúc con chưa sinh ra thì đã bỏ rồi đúng không? Dạ. Thế bố nó có quan tâm đến đứa nhỏ không? Lúc trước thì lúc mà đang mang bầu thì giả lừa là đi sớm về là nó con trai. Thì cũng khoái khoái rồi thì cũng vài ba tháng thì cũng có gửi về một vài triệu gì đấy. Nói là em nhắn số tài khoản đi anh gửi cho. Thì cũng có nhắn thì 2 tháng hoặc là 3 tháng thì cũng cho 1 triệu, 2 triệu. Rồi sau đó đám cưới em họ trong xóm là cũng có về rồi nói bảo sao cuộc nói con trai mà rồi lại con gái. Thế là bồn con bé thì nó không cho, rồi là đi mua đồ chơi đồ thì nó cũng cho bé cho bồng á. Rồi sau đó Tết thì đến từ đó là mất liên lạc luôn, rồi nó bảo là anh lấy vợ rồi mời mẹ con vào chơi, nó nhắn tin như thế nhưng mà em chẳng vào ở Kỳ Anh, nhưng mà em chẳng vào. Thế à? Thế là bây giờ là tóm lại là anh ta lấy vợ rồi, vợ ở đâu? Ở Kỳ Anh nhưng mà chả biết lấy vợ ở đâu. À, còn bạn thì vẫn đang ở Kỳ Anh đúng không? Không, ở Hà Tĩnh. À, ở Hà Tĩnh. Lấy nhau nhưng mà chưa có vào quê bởi vì cha mẹ anh là chết lúc anh 1-2 tuổi gì đấy. À, thế à. Rồi anh em thì cùng mùi ngã thôi chứ chưa có vào. Tóm lại là bây giờ thì ở quê anh ta cũng chả còn ai cả, đúng không? Thế đâm ra còn là... thế nhưng mà mọi người mùi ngã thôi cũng chẳng biết. Rồi, thế tóm lại là mất liên lạc luôn. Thế hồi trước lấy nhau có kết hôn kết hiếc gì không đấy? Dạ không. Không kết hôn, không đăng ký quen kết hôn. Quen nhau ở trong miền Nam, làm trong miền Nam rồi quen nhau rồi lấy nhau vậy thôi. Lấy nhau thế xong là bỏ nhau cũng chả cần phải ly hôn làm gì bởi vì có kết hôn đâu đúng không? Dạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi chào em, bây giờ thì hai mẹ con sinh sống thế nào, ở với bà ngoại hay là ở một mình hay có nhà riêng hay làm sao? Dạ con thì ở với bà ngoại, còn mẹ thì đi giúp việc cho người ta đấy. Bà ngoại thì hàng ngày thì em có về với bà cháu nó không hay là đi xa luôn? Dạ đi luôn, cùng ở thì ở quê thì ở Cẩm Xuyên nhưng mà giúp việc cho người ta thì ở Hà Tĩnh. Thế hả? Thì từ Cẩm Xuyên đến Hà Tĩnh cùng 7-8 cây gì đấy, mấy mấy cây gì đấy, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có về một vài tiếng rồi lại đi. Rồi đi giúp việc thì cũng không thể về xình xoạch được đúng không? Người ta cũng cần mình. Bà ngoại thì còn khỏe không? Để bà cháu ngoại thì năm không? Nay 65. Bây giờ thì em ban nãy em mong muốn là Cửa sổ tình yêu chia sẻ cái gì, tư vấn cái gì em nhỉ? Thôi cái chuyện cũ thì qua rồi, khép lại. Em cũng có rồi. Một người cũng có quen nhưng mà người thì nói là mày về nuôi con chứ là làm gì lấy chồng làm gì khổ. Còn người thì nói là mày nên lấy đi, sau này đứa con nó lấy, nó đi, nó có gia đình rồi mày ở về cũng khổ. Thì em muốn hỏi là có nên hay là không á? Thực ra thì ai người ta nói cũng có lý của người ta đấy. Thế nhưng mình thì phải có cái lý của mình. Người ngoài thì nói rằng không cái gì bằng con. Mình cũng đã vì đợt trước cũng vì hấp tấp lấy chồng mà cuối cùng chẳng đâu vào đâu, để bây giờ đứa con bơ vơ chả bố chả mẹ, phải ở với bà già điếc. Đáng lẽ phải sống bù đắp cho con. Chứ còn nghĩ tấp tỉnh lấy chồng làm gì. Và người ta nói như thế cũng đúng.
Nhưng mà cái người người ta nói rằng là rồi con nó, mình là con gái lớn lên nó có cuộc sống riêng, mình bây giờ còn trẻ, ai đó người ta thương mình thì đáp lại đi, chứ không rồi mai kia lại thành một bà già cô đơn. Lúc ấy con gái chẳng may nó lớn lên lại lấy chồng Cà Mau, Phú Quốc rồi là nó chả lôi được mình đi, mình lại lang thang mà là chả nhẽ lại cứ làm giúp việc mãi được, lúc già không ai người ta nhờ nữa thì mình lại sống cô đơn. Thế thì đôi khi cũng cần một mái ấm gia đình. Nhưng chưa nói trước được điều gì trong khi em chưa gặp được một người. Cũng có một người rồi, cùng bằng tuổi nhưng mà người ta chưa cùng chưa có gia đình. Xong người ta thế nào? Bây giờ người ta bảo làm sao? Thì hồi trước thì người ta cũng hay đến chơi lắm. Hồi trước thì tại vì là thỉnh thoảng người ta còn cho về ban đêm, thì một tuần người ta cho về hai đêm thì người ta cũng đến chơi. Còn đợt này thì người ta chẳng cho về nữa, ở riết luôn. Thì thỉnh thoảng người ta cho về một vài tiếng là trở lại á. Tóm lại là có một cái anh mà anh ấy chưa hề có vợ nhưng anh ấy thích mình. Và trước đây thì còn tuần còn được về một hai đêm thì một hai đêm ấy anh ấy đều đến. Thế đợt này thì là chủ nhà người ta khắt khe, người ta cũng không cho về, lâu lâu cho về một vài tiếng thăm con thì cũng quả cắc quả tùng thôi, đúng không? Dạ, nhiều người thì lại nói là thôi thì đừng có đi ở giúp việc, cái mày chả đi giúp việc được mãi đâu, thôi thì đi vô Nam mà làm, con cũng lớn thôi thì gửi cho ông bà. Thế nhưng mà thấy con đang còn nhỏ quá thì cũng nghe thương con, rồi, anh hiểu rồi, rồi anh hiểu rồi. Em đã một lần trước lỡ dở vì cái chuyện mình quá tin một người đàn ông. Em yêu thương, em cưới xin, em có con, em chả biết quê quán người ta ở đâu. Người ta bảo rằng người ta mồ côi hết cả bố mẹ từ lúc anh ta một tuổi đấy, em cũng tin biết đâu người ta còn sống sờ sờ đấy, đúng không? Hai nữa là anh bảo anh có vợ rồi, vợ ở nhà Tĩnh mời em vào chơi, thế mà rồi cũng vân vân. Tức là cái ngày ấy có lẽ em còn quá bồng bột non nớt, và bây giờ thì cũng đừng vì thế mà non nớt một lần nữa. Thật ra như em ấy, không phải nuôi con nhỏ mà em lại rảnh rỗi đi giúp việc mà. Những cái người đàn ông mà muốn rằng là đến với mình xong rồi đi ngủ với mình ấy, nhiều lắm ấy, chứ không phải là một anh ấy đâu. Thả ra thì từ bác 30 cho đến ông 55 cũng đều có thể mong muốn. Thế nhưng mình phải phân biệt giữa một người ta thật sự hiểu hoàn cảnh của mình, rằng là một người phụ nữ gọi là có chồng nhưng cũng chưa có chồng, hiện nay đang nuôi một đứa con riêng, rằng là đang ở với bà ngoại cũng rất kinh tế khó khăn, bản thân mình nghề nghiệp cũng không phải là một cái gì đấy vững chắc, đi làm thì khỏe thì làm chứ chẳng may trời bất tội mà ốm yếu nằm đấy thì cũng chẳng có thu nhập. Mà người ta mới thấy hoàn cảnh của mình như thế, người ta thương, người ta về tận quê tận quán, người ta thưa với mẹ mình, rồi người ta thương đứa con nhà mình, rồi người ta nọ kia, chứ không phải là chỉ có cái rảnh ra là hẹn đi ngủ. Thế thì mình phải phân biệt hai loại ấy, cái loại mà để ngủ thì nó khác, còn cái loại mà để mà thực sự là người ta mong muốn thương mình, chia sẻ với mình cái gánh nặng gánh vác của đời ấy, thì nó không nhiều đâu. Thế nhưng mà cũng có, thế nhưng mà phải hết sức là cẩn thận cẩn trọng, đừng có cứ tặc lưỡi xong rồi đừng có chìm đắm vào cái đối tượng mà cứ được nghỉ 3 ngày thì ngủ 3 ngày, mà không được nghỉ thì thôi không ngủ, mà không đến thì không hay nhá. Thế thì nhưng mà thật sự thì nếu như em mong muốn đi bước nữa ấy, mà trong cái hoàn cảnh em đi làm giúp việc, em sẽ phải phụ thuộc vào gia đình nhà chủ rất là nhiều, không thể được tự do đi lại, chẳng thể có một người đàn ông nào đến nhà để tìm hiểu em ở nhà chủ được, đúng không? Thế thì cũng khó cho em. Thế thì giá như em mà chuyển đổi được công việc, không nhất thiết phải vào thành phố Hồ Chí Minh, ở thành phố Hà Tĩnh hay là ở ngoài Vinh hay là ở thị trấn thị xã những khu công nghiệp ấy, em mới có ngoài 30 mà vẫn đi làm công nhân ở khu công nghiệp được. Đôi khi những khu công nghiệp ta cần những người công nhân chỉ học hết lớp 9 thôi mà em. Thế thì mà cơ bản nhất là chăm chỉ và có sức khỏe thì mình xin vào đó mình làm nó một cái ổn định. Sướng nhất là sáng đến giờ đi làm, chiều hết giờ lại tan ca lại về, có anh có chị có em trong cùng cơ quan, có hội có bạn có bè, nó mở mang cái giao lưu. Thì như thế mình mới va đập, mình mới tiếp xúc, mình mới gặp được người này người khác, và có thể rồi sẽ gặp được một người ta thương mình. Mà nhớ rằng nếu ai thương mình thì phải thương cả mẹ mình lẫn con mình, và thương cái hoàn cảnh quá khứ của mình nhá, thì mới là thực sự. Còn thì những anh mà cứ hẹn hò đi cà phê xong rồi sau đấy lại đi nọ kia thì hết sức cảnh giác, vì cái đấy nhiều lắm ấy, nhưng mà nó không nói lên điều gì đâu nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại có đến từ tỉnh Hưng Yên. Tôi nghe đấy. Vâng, chào anh. Anh hỏi vấn đề gì đấy? Vừa rồi nhà tôi mang cho cháu đi khám ở bệnh viện phụ sản thì này. Mẹ con thì này chỉ có
siêu âm nội soi xong rồi nó đề là họ đề là kết là viêm nội tuyến là có polyp không thì là lại mang cái giấy về cũng chẳng hỏi lại chẳng bảo thuốc gì thế này về tôi đọc thế thì không vừa rồi giờ tôi mới gọi anh lên để đi tôi để cháu bác sĩ tư vấn như thế nào. Con gái của anh là năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu 24. Lập gia đình chưa? Cháu vừa mới ra học đại học, vừa mới ra trường vừa rồi. Vâng, thế làm sao mà lại đi khám? À, thì cháu nó bảo kể chuyện với mẹ là kiểu như là nó thỉnh thoảng nó hay ra những cái mùi như thế. Rồi, thế là hai mẹ con là dắt nhau đi khám đúng không? Vâng. Và bác sĩ kết luận là có polyp cổ tử cung. Rồi, vâng đúng ạ, vâng. Và cũng không cho hướng điều trị gì cả. Và hai mẹ con là dắt tay nhau về, không có thuốc men gì cả. Bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng, tôi chào anh. Anh công nhận anh cũng đặc biệt nhỉ. Trong cuộc sống thì hiếm khi mà bố lại quan tâm tới cái chuyện sức khỏe sinh sản của con gái. Vì chuyện đấy thường là mẹ thì quan tâm hơn. Con gái 24 tuổi, chưa lập gia đình, có những cái biểu hiện khó chịu ở cơ quan sinh dục và đã đi khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bác sĩ chẩn đoán là viêm cổ tử cung lộ tuyến kèm theo là polyp cổ tử cung đúng không anh? Vâng ạ. Nếu mà đã chẩn đoán là viêm cổ tử cung lộ tuyến thì phải kê đơn để cho bạn ấy điều trị. Một là điều trị cho bạn ấy, hai là phải kê đơn để cho bạn ấy về nhà điều trị. Thế tôi cũng rất tiếc là giá mà con gái gọi điện trực tiếp hỏi thì tôi sẽ tư vấn được cho con nó kỹ hơn. Đấy. Nhưng mà trong trường hợp bệnh như thế này á thì chắc chắn sẽ phải điều trị cho con anh ạ. Bởi vì nếu như không điều trị gì thì cả hai cái này đều không lợi cho con. Polyp mà mình không xử lý nó đi thì sau này cái chân của nó có thể nó ăn sâu vào trong cái niêm mạc cổ tử cung, hoặc là nó phát triển nó dài ra chẳng hạn, ví dụ như thế thì nó sẽ không tốt cho con. Cái thứ hai nữa là viêm cổ tử cung lộ tuyến cũng vậy. Viêm cổ tử cung lộ tuyến thường là con viêm nó để nó cũng kéo dài khá lâu rồi, và nó lộ cái tế bào tuyến ra, tức là viêm hơi sâu thì người ta gọi là viêm cổ tử cung lộ tuyến. Và những cái trường hợp như thế này thì bắt buộc phải điều trị. Tùy theo cái mức độ tổn thương thì có thể điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc anh ạ. Dùng thuốc thì có thể thuốc uống hoặc là thuốc đặt. Tuy nhiên thì con chưa lập gia đình ấy, chưa quan hệ tình dục lần nào, thì có thể là khi mà đặt thuốc cho con thì phải nên đến cơ sở y tế để người ta sẽ đặt cho nó an toàn cho con. Đấy. Thế còn những cái người ta đã lập gia đình rồi hoặc người ta có quan hệ tình dục rồi thì người ta điều trị nó thuận lợi hơn. Bây giờ cả hai cái này con cần phải điều trị. Anh cứ ở Hưng Yên thì có thể ra bệnh viện phụ sản ý ạ, hoặc là đến bệnh viện tỉnh, vào khoa sản của bệnh viện tỉnh, mang cái giấy đã khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội về. Thế và có thể là ở đấy bác sĩ sẽ phải làm cái xét nghiệm cái dịch sinh dục cho con để tìm xem là nguyên nhân mà gây ra viêm cổ tử cung lộ tuyến nó là gì. Nó là tạp khuẩn hay nó là nấm hay nó là cái loại gì đó. Dựa trên cái nguyên nhân đấy, người ta sẽ kê những cái thuốc nó phù hợp để điều trị cho con anh nhé. Anh nói cháu là bây giờ thì cũng phải lớn rồi và phải tự lo cái sức khỏe của mình, vì rồi bạn ấy sẽ còn phải lập gia đình nữa. Vâng, xin chào anh nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Alo Hòa Bình đâu ạ? Alo Hòa Bình đây. Vâng. Vợ tôi là 52 tuổi. Vâng. Như là vợ tôi là 46 tuổi. Vâng. Đến bây giờ là coi như là cuộc sống nó coi như là bây giờ đi mỗi người một nơi. À, mỗi người bây một giờ đời. Ở trên nhà gia đình ấy. Vâng. Thì bây giờ các cháu nó lớn rồi. Vâng. Chỉ ở nhà điều kiện khó khăn. Vâng. Vợ tôi thì bây giờ là đi coi là toàn làm mà. Vâng. Đi làm xa thì, đúng không? Là làm 27/7 vừa rồi là thì coi như là đi lần thứ hai. Vâng. Thì đến bây giờ thì coi như là tôi cứ gọi điện xuống ấy thì họ cứ bảo là coi như là thôi đang bận đang làm. Đêm cứ hát karaoke đi suốt những cái công chuyện ở đâu nó coi như là trong chuyện tình cảm người yêu mà. Rồi đến bây giờ thì tôi thật như là đến bây giờ ở nhà một mình tôi ở nhà nó thật như buồn lắm. Vâng. Thì chỉ hỏi coi như là các nhà tư vấn coi như là
Rồi. Để làm sao để coi như là bảo vợ bảo con này, các cháu nó coi như là lớn rồi, bảo vợ này nó coi như làm nào làm. Tôi hiểu được cái băn khoăn thắc mắc của anh rồi. Để nó coi như là tôi kiểm tra nó coi số máy nó hình như nó gọi hơn 100 cuộc. Tóm lại là vợ anh đi làm ăn xa, chắc là có lẽ xuống Hà Nội làm đúng không? Đi ở Nha Trang cơ. Rồi, đi vào tận Nha Trang làm việc đúng không? Và anh cảm thấy rằng là tình cảm của hai người có vấn đề, sứt mẻ đúng không? Vâng, thí dụ như anh theo dõi những cuộc điện thoại của vợ thì gọi đi rất nhiều, trong khi đó anh là người chủ động gọi cho vợ thì vợ luôn luôn kêu bận. Vâng, và bây giờ anh đang muốn là làm thế nào để níu kéo cái tình cảm vợ chồng nó như ngày xưa, đúng không? Vâng, 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 đấy. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh. Vâng, vâng, có anh Đinh Đoàn đó. Vâng, xin chào anh. Tôi nghe câu chuyện của anh với lại anh Thành Văn rồi. Cũng không có nhiều thời gian, cũng có lẽ là nói ngắn gọn thế này. Cũng vì hoàn cảnh mà mình phải để vợ ra đi mà ra thành phố thì đúng là nó cũng nhiều cạm bẫy. Nhiều người cũng kiếm được tiền về đỡ gia đình, nhưng có người thì ra đi không trở về. Không biết rằng là chị đã đi một lần mà 27 tháng 7 vừa rồi về, hai người có trao đổi gì không? Cũng có, nhưng tôi chỉ có cười và không có gì đâu. Nhưng mà tôi cũng kiểm tra trong số cái điện thoại và cái số máy ấy, thì coi như là có cái người yêu trước ấy. Vâng. Đấy, coi như là cách đây 26 năm coi như là... Người yêu cũ thì người ta ở đâu ạ? Đi xã trên xã chữ thôi anh ơi. Vâng. Cũng còn may là vì chị thì làm trong Nha Trang, còn anh ấy thì cũng xóm trên xóm dưới với mình, như tưởng là anh ấy ở trong Nha Trang với nhau. Thì còn kinh hơn. Bây giờ là về nhà tôi đã về rồi, công ty cách tôi là khoảng 30 cây rồi. Thế thì còn người anh còn lo cái gì nữa ạ? Tôi cứ gọi xuống, cứ gọi là coi như là bận. Không bao giờ nghe cả, cứ bảo đi hát karaoke. Nhưng mà nói thật thì về được bao nhiêu tôi kiểm tra là coi như là cái số điện thoại đó, coi như là cứ nghe người ngoài thôi. Rõ ràng là chị không quá bận vì có thể nghe trăm cuộc điện thoại của người khác. Nhưng mà sẽ không muốn nghe của anh bởi vì thứ nhất là có thể anh gọi điện anh lại không phải hỏi han quan tâm mà lại tra hỏi. Lại đi đâu, sao giờ này còn hát karaoke, ngồi với ai, ABC gì đấy. Mà lần nào như lần nào thì chán chẳng muốn nghe, bởi vì nghe rồi cũng lại vài cái câu như vậy. Đã chả có tiền bạc để cho vợ đi, phải đi làm ở bên ngoài để lấy tiền cho nó hỗ trợ cuộc sống gia đình. Mà lại còn cứ nhéo kiểm tra nữa thì cũng là một cái điều mà cũng có thể có lúc tôi bận thật. Vì là đang làm xong rồi là có khách ở bên cạnh hoặc là gì đó mà lại cứ phải trả lời là đang làm gì đấy, ở đâu hay là vân vân. Thì cũng chán. Cái thứ hai nữa là cũng chả có lần nào gọi được cái gì mà nó hay ho, mà cứ chỉ có hỏi cha thôi, đúng là không muốn nghe nữa thật. Anh cũng phải thay đổi đi, bởi vì mình không thể đuổi theo như mãi như thế được. Có thể tới đây sẽ không có cái anh mà người yêu xóm trên xóm dưới ấy, thì lại có thể một người đàn ông khác, người phụ nữ mà ở cái tuổi 48, 49, 50 rồi ấy, con cái đã trưởng thành rồi, lại quay trở về cái thời như còn son trẻ đấy, cũng thích cái đoạn là khen rồi là gợi rồi nịnh rồi là nhiều chị em là cũng đi váy viết rồi tưng bừng rồi đi giao lưu với anh nọ anh kia, mấy anh 55, 56, 70 ấy, anh ấy khen cho là xinh gái ngon lắm là cũng tít mắt đi. Ngược lại ở nhà ông chồng mình không được cái kiểu thế. Phải nhớ rằng bây giờ phụ nữ đang bước sang một giai đoạn là gọi là tuổi mới lớn thứ hai ạ. Thế là lại thần cần nghe những chuyện nó không phải là quá về cái chuyện là sao lại thế nọ cha thế kia. Thì một là anh cũng nếu như còn tiếp xúc với chị thì phải hiểu rằng là người ta đang cần một thứ khác. Đấy, đôi khi cái anh mà làng trên xóm dưới người ta gọi được 100 cuộc một ngày chỉ vì là ăn cơm chưa mệt không em. Ôi trời ơi, khổ nhờ, chết sao giờ vẫn còn làm mà. Đó, người ta lại cần cái thế, trong khi thì sao gọi bao nhiêu cuộc lại tắt như thế, sao không nghe à? Chán ngay đúng không? Thế thì một là điều chỉnh bản thân mình. Hai nữa là anh ơi, một là anh cũng vừa tập trung đi làm, ngoài giờ đi làm anh đá bóng, đánh nước, đánh cờ, đánh quạt gì rồi. Anh làm sao để cho chị thấy rằng là mình cũng là người đàn ông đàng hoàng, độc lập, tự do, vợ cần thì cần, không cần thì tao cũng không chết nhá. Thế thì ở đây mình cũng phải xem xét rằng là mỗi một cái lứa tuổi, cái nhu cầu của người bạn đời của mình nó có khác, mình cũng phải có những cái điều chỉnh bản thân. Hai nữa là về phía người đàn ông, mình cũng phải tỏ ra mình không phải kiêu ngạo gì hay là gì, nhưng mà đừng có lèm bèm, đừng có lèo nhèo. Khi mà làm sao để mà chị còn thấy không đi làm nữa, về nhà giữ chồng, bởi vì giờ này ông chồng hơi bị kinh đấy, vì thế thì mới được, chứ mà cứ đi đuổi theo với cha hỏi với gọi điện thoại thì làm sao mà giữ được cái cuộc sống gia đình nhé.
Vâng, anh đang nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng là cuộc sống gia đình của anh sẽ hạnh phúc. Xin chào anh nhé. Vâng, thì cảm ơn những chương trình.